Chương 1920, Thuyết khách. Chuyển biến thực sự quá nhanh, khiến cho Lăng Hàn không kịp chuẩn bị. Hàn thiếu, có câu nói là người đi lên chỗ cao, nước hướng về chỗ thấp. Liễu Hoài Ngọc cười nói, cùng là cười, nhưng mà cảm giác nàng tạo cho người ta hiện tại không có một chút xinh đẹp, mị hoặc nào. Khí chất chuyển biến thực sự là kinh người. Lại có câu nói gọi là chim khôi biết chọn cành mà đờ. Phó Cao Vân hiện tại tuy rằng thanh thế không kém, nhưng mà đâu có thể so sánh nội tình với Hải thiếu kinh doanh nhiều năm cơ chứ. Nếu như Hàn thiếu và Hải thiếu liên thủ, đó là mạnh và mạnh liên thủ. Gia chủ Phó gia nhất định sẽ là của Hải thiếu chứ không phải là của ai khác. Mà Hải thiếu cũng nói, đến lúc đó sẽ phong Hàn thiếu là thế lực đệ nhất dưới trướng, thậm chí có thể vì Hàn thiếu mà mở một thành. Mở một thành, hứa hẹn này có chút nặng. Đương nhiên Phó Thông Hải hứa hẹn là một việc, thế nhưng sau này có làm được hay không là một chuyện khác. Bởi vì người chỉ nói mà không làm, qua sông đoạn cầu thực sự quá nhiều. Dù sao cũng có thể là Liễu Hoài Ngọc hiện tại đang ba hoa. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, tương lai ta sẽ trở thành tiên vương, người cũng quá xem thường ta rồi. Liễu Hoài Ngọc lập tức trợn mắt há hốc mồm, nàng từng gặp những người tự hài lòng về bản thân mình, có một ít người vì biểu hiện trước mắt nàng mà cũng nói khoác lác, thế nhưng so với Lăng Hàn, toàn bộ đều yếu tới đáng thương. Trở thành tiên vương, hít, tiên vương là tồn tại cường đại nhất tiên vực, là một người chỉ cần cái bóng lưng cũng đủ để ép sập càn khôn, là thiên kiêu vương giả mà người khác chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Ngay cả tuyệt đỉnh thiên kiêu như Phó Thông Hải cũng chỉ dám đem mục tiêu đặt ở phía dưới. Có lẽ vận khí tốt, tương lai có một đường hy vọng rảo bước lên thăng nguyên cảnh, tiên vương sao? Cũng đừng có nghĩ, coi như ngươi là một thánh tử, thánh nữ của đại giáo đỉnh cấp, có vô số tài nguyên để tiêu xài. Nhưng mà cuối cùng, người có thể trở thành tiên vương có thể nói là vạn người cũng chỉ có một. Tiên nhân vốn thọ nguyên vô hạn, tiên vương càng là người mạnh nhất trên thế gian. Tiên nhân chi ách nghe nói là chuyện được người ta thêu dệt lên. Tồn tại như vậy tuyệt đối là bất tử, nhưng mà cho dù là như vậy, số lượng tiên vương vẫn ít tới đáng thương. Vì sao, có lẽ 100 ức năm, 1000 ức năm mới có thể sinh ra một vị tiên vương, chuyện này thực sự quá khó khăn. Bởi vậy Lăng Hàn nói khoác như vậy Liễu Hoài Ngọc cũng chỉ có thể cười cười. Nói muốn trở thành tiên vương, chuyện này khiến cho người ta muốn cười cũng không cười nổi. Tiên vương đại biểu cho vương tỏa vô thượng của tiên vực, không đạt tới độ cao này, như vậy chỉ có thể ngước nhìn lên mà thôi. Chí hướng của Hàn thiếu thực sự rất lớn, Liễu Hoài Ngọc sững sờ một lúc lâu mới hơi cả lăm nói. Thế nhưng những lời này tuyệt đối không phải là tán dương. Chỉ là một tiểu bối chảm trần, sau lưng chỉ có đan sư tam tinh ủng hộ, lại muốn nói trở thành tiên vương. Nói ra nhất định sẽ bị người ta coi là kẻ đần. Lăng Hàn ung dung nói, nếu như Phó Thông Hải có thể giúp ta leo lên tiên vương vị, như vậy ta không ngại gặp mặt hắn một lần, nếu không đừng có lãng phí hát tâu phai gian quý báu của ta. Quỷ A, Liễu Hoài Ngọc thiếu chút nữa cho Lăng Hàn một cái bạt tai, nếu như có thể trở thành tiên vương, như vậy Phó Thông Hải còn để ý tới vị trí gia chủ Phó gia sao? 100 ước Phó gia cộng lại hắn cũng không thèm A. Nàng thực sự không còn lời nào để nói, người ta nói chuyện làm ăn là kêu giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Thế nhưng cái giá người đưa ra quá trên trời, không thực tế A. Vậy, ta về xin chỉ thị của Hải thiếu một chút. Cuối cùng Liễu Hoài Ngọc cũng đứng dậy rời đi, vẻ mặt có chút rối loạn. Đây là lần đầu tiên nàng thất thố rời đi trước mặt một nam nhân như vậy. Cũng là lần đầu tiên tay không mà về, làm cho nàng bị đả kích rất lớn. Nàng không nhịn được mà hoài nghi, có phải mị lực của mình đã kém rồi không? Liễu Hoài Ngọc rời đi vài thời thần, rất nhanh đã có người tới tìm hiểu. Phó Thông Hải, một trong 4 người thừa kế của Phó gia. Đây là một nam tử tràn ngập mị lực, nhất cử nhất động đều tản mát ra phong thái vương giả. Nữ nhân gặp phải hắn nhất định sẽ động tâm, mà nam nhân gặp thì sinh lòng tự ti. Tại hạ là Phó Thông Hải, hắn vừa vào cửa đã tự giới thiệu với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu nói, Hải huynh, Hàn huynh, ngươi là một người chí hướng rộng lớn, mà vừa vặn ta cũng là người như vậy. Không bằng chúng ta liên thủ, tạo ra một thời thịnh thế. Phó Thông Hải dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn qua Lăng Hàn, loại nhiệt tình này sẽ khiến cho người ta mềm lòng, không kìm lòng được mà đồng ý. Khó trách nữ nhân mị hoặc ngàn vạn như Liễu Hoài Ngọc cũng tình nguyện thay hắn ta làm việc, phong thái, khí độ của người này quả thực là kiệt xuất. Lăng Hàn phải nhìn Phó Thông Hải bằng con mắt khác, bình tâm mà nói, mị lực của người này quả thực rất là cường đại, như vậy mới có thể ngưng tụ được nhân tâm. Nếu như không phải Lăng Hàn là người có trái tim kiên định nhất thiên hạ, quả thực có khả năng bị hắn ta cổ vũ, từ đó về sau đi theo đối phương làm tùy tùng của đối phương, ra sức trâu ngựa. Thế nhưng lòng hắn so với thiên hạ còn cao hơn, làm sao có thể để cho người ta sử dụng được chứ? Coi như là Phó Cao Vân, như vậy quan hệ với Lăng Hàn cũng chỉ là bằng hữu, mà cũng không phải là quan hệ thuộc cấp. ai có thể đi tin tưởng cơ chứ? Thượng vị giả không cần bằng hữu, cho dù muốn thu phục nhân tâm, đối với người nào cũng đều cho đối phương là cấp dưới của mình chứ không phải là đối tượng ngang hàng. Điểm ấy Phó Thông Hải không nhìn ra, bởi vậy hắn trăm phương ngàn kế muốn mời chào Lăng Hàn, nhưng lại căn bản không biết làm như vậy không có khả năng thành công mà còn khiến cho trong lòng Lăng Hàn sinh ra chán ghét mà thôi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta là người tâm không có chí lớn, chỉ muốn bình an vượt qua cả đời mà thôi. Chỉ sợ làm phụ chờ mong của Hải huynh rồi. Nói láo, ngươi nói với Liễu Hoài Ngọc thế nào chứ? Không phải ngươi muốn trở thành tiên vương hay sao? Hiện tại lại ra vẻ ta không có chí lớn, ngươi lừa gạt ai vậy? Sắc mặt Phó Thông Hải tối sầm lại, gặp loại gia hỏa dầu muối không vô như Lăng Hàn, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thế nhưng Lăng Hàn quá quan trọng, trực tiếp làm ảnh hưởng tới khuynh hướng của hai vị đan sư A. Chương 1921, Phó Thông Hải. Nếu như hắn không thể tranh thủ được Lăng Hàn, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản Phó Cao Vân trèo lên bảo tọa gia chủ phó ra được nữa. Tuyệt đối không được, hắn liên tục khuyên bảo, Hứa Trọng Hậu, thậm chí ngay cả Liễu Hoài Ngọc cũng bị hắn lấy ra làm vật đặt lên bàn cân. Chỉ cần Lăng Hàn gật đầu, hắn không cần cân nhắc mà lập tức đưa nữ nhân mị hoặc ngàn vạn này cho Lăng Hàn làm thiếp thất. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi sinh ra lòng coi thường, có thể coi nữ nhân, nhất là nữ nhân ngưỡng mộ, là cấp dưới mình trở thành hàng hóa tặng cho người khác. Tính tình của người này quả thực quá bạc, trong mắt của Phó Thông Hải, tất cả đều không quan trọng bằng vị trí gia chủ. Vì ngồi trên vị trí này, không thứ gì là hắn không thể hy sinh được, không thể buông tha được. Bởi vì về sau hắn có thể lấy lại ngàn lần, vạn lần. Hiện tại Phó Thông Hải có thể đưa Liễu Hoài Ngọc cho Lăng Hàn, như vậy tương lai cũng có thể thu lại. Thậm chí nếu như Lăng Hàn có hát ti tử, hắn sẽ cùng đoạt. Bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình, Lăng Hàn vốn không có ý định có chút quan hệ nào với đối phương, hiện tại trong lòng lại càng chán ghét cho nên hắn thản nhiên nói. Ta có chút mệt mỏi, mời Hải thiếu trở về. Vẻ mặt của Phó Thông Hải thoáng cái trở nên âm lãnh vô cùng, hắn còn chưa từng bị người ta đuổi về bao giờ. Từ trước tới nay chỉ có hắn chấm dứt nói chuyện, phất phất tay ý bảo người ta rời đi, nào có giống như hiện tại, bị người ta ghét bỏ, tiễn khách. Ngươi phải biết rằng cho dù ngươi như bức thì cũng chỉ là một con chó của Phó gia mà thôi. Điểm ấy ném vào tất cả các thế lực, gia tộc phụ thuộc Phó gia, trên người khách khanh, tựa như đan sư như Tư Đồ Đường, Hướng Nghiêm cũng không phải là ngoại lệ. Đừng nhìn hiện tại Phó gia cung kính với hai người này, ngay cả gia chủ đại nhân cũng phải cung kính. Khi nào liên quan tới lợi ích Phó gia, như vậy cho dù là hai vị đan sư cũng có thể bị dứt bỏ không chút lưu tình nào. Nâng ngươi vài câu, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Phó Thông Hải cười lạnh trong lòng, tên này nhất định là bị Phó Cao Vân làm hư, thực sự không biết Phó Cao Vân phải giao ra bao nhiêu cái giá mới mời được tiểu tử này vào dưới trướng của hắn. Hắn lập tức hạ quyết tâm trở về phải điều tra sổ sách của Phó Cao Vân. Nếu như hắn ta hy sinh lợi ích gia tộc mới giữ được Lăng Hàn ở bên người, như vậy hắn có thể âm một vố. Còn nếu như nghiêm trọng, Phó Cao Vân có thể lập tức bị tước đoạt thân phận người thừa kế. Mặt khác, hắn nhìn Lăng Hàn rồi cười nói, Hàn huynh, ngươi cũng muốn đi tìm Long Bí Cảnh sao? Lăng Hàn gật đầu nói, không sai, ta là người từng trải, không nói cho Hàn huynh một chút. Bên trong tiềm Long Bí Cảnh nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng, cho nên ngươi nên cẩn thận một chút, không nên phân tâm. Hắn vỗ vỗ vai Lăng Hàn, nhìn như đang khích lệ Lăng Hàn, kỳ thực lại là uy hiếp. Tiềm Long Bí Cảnh quá nguy hiểm, mỗi một lần mở ra người chết bên trong nhiều vô số kể. Ngươi bất quá chỉ là nhị trảm, chết ở bên trong cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cười ha hả, tên này đã vạch mặt như vậy, hắn cũng lười quan tâm, hắn chỉ phất phất tay, nói. Mạng ta từ trước tới nay rất lớn, cũng không cần ngươi quan tâm. Như vậy thì ngươi nên tự mình cầu phúc đi. Phó Thông Hải quay người rời đi, sắc mặt thoáng cái trở nên âm lãnh vô cùng. Hắn đã quyết định, để cho thủ hạ tiến vào Tiếm Long Bí Cảnh toàn lực đánh lén Lăng Hàn. Dù sao đó là bí cảnh, nếu không có người nhìn thấy, giết chết người thì sao chứ? Hơn nữa Bắc Huyền Minh kia cũng không đáng tin, trước đó còn muốn mượn tay hắn giáo huấn Lăng Hàn. Nếu như tiến vào trong Tiềm Long Bí Cảnh, có cơ hội tốt như vậy có thể nhịn được hạ thủ hay sao? Thái Âm giáo có quá nhiều cao thủ, có một ít người mặc dù không trở thành thánh tử, thánh nữ, nhưng mà thiên phú lại cực cao. Trong trảm trần cảnh không biết đã ma luyện được bao nhiêu ức năm, rất cần hậu tích bạc phát. Dù sao tiến vào trảm trần, thọ nguyên không còn hạn chế. Mà con đường tu đạo dài đằng đẵng, căn bản không cần vội vàng tranh giành dài ngắn nhất thời. Người như vậy vô cùng đáng sợ, chiến lực có khả năng còn cao hơn thánh tử, thánh nữ gấp bội. Phó Thông Hải tin rằng, bên người Bắc Huyền Minh nhất định không thiếu cao thủ như vậy, sẽ cùng với hắn tiến vào trong Tiềm Long Bí Cảnh. Như vậy chỉ cần gặp được Lăng Hàn, Lăng Hàn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, còn có Tiêu gia, còn có Hàn gia. Phó Thông Hải cảm thấy Lăng Hàn quả thực là ngôi sao tai họa, chỉ là chảm trần mà thôi, không ngờ lại đắc tội với rất nhiều thế lực nhị tinh, tam tinh. Đối phương có thể còn sống tới bây giờ quả thực là một kỳ tích. Bất quá cho dù tạo nhiều kỳ tích lần này cũng chết. Bởi vì lần này có Phó Thông Hải ta chủ trì, hắn đằng đằng sát khí, nhân tài hắn không sử dụng được thì chỉ có thể bóp chết mà thôi. Ai bảo tác dụng của Lăng Hàn quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới cân đối của 4 người thừa kế cơ chứ. Cho dù ta không ra tay, đoán chừng hai vị kia cũng ngồi không yên a. Khóe miệng Phó Thông Hải nở nụ cười lạnh, người hắn chỉ là Phó Tu Bình, Phó Băng Băng, hai người này không gấp sao? Nhất định là rất gấp, chỉ là bọn hắn không muốn tranh giành với Phó Cao Vân, cũng dứt khoát không đi mời chào Lăng Hàn. Trực tiếp đem tiểu tử này chôn lại trong Tiềm Long bí cảnh chẳng phải càng tốt hơn sao? Lăng Hàn à Lăng Hàn, nếu như lần này ngươi có thể còn sống đi ra, ta sẽ mang họ ngươi. Hắn quay đầu nhìn trang viên sau lưng, phất tay một cái, bước ra một bước, người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, Lăng Hàn sờ cằm, chỉ cảm thấy mình có chút oan uổng. Hắn chạy tới Phó gia vốn cũng không có tính toán gì nhiều, mục tiêu chủ yếu chỉ là tìm kiếm tung tích của Côn Bằng Cung. Sao lại đột nhiên có nhiều chuyện chạy tới quấn lấy hắn như vậy chứ? Thật là kỳ quái a. Đừng nghĩ nữa, càng là trời sinh phiền phức, nếu đi tới nơi nào mà không có chuyện gì xảy ra mới là kỳ quái. Thiên Phượng thần nữ đi tới bên cạnh hắn, ôm hắn rồi nói. Lăng Hàn kéo thê tử mình vào trong ngực, nhấm nháp môi đối phương rồi mới nói. Nào có người nói phu quân mình như vậy chứ? Thiên Phượng thần nữ cười cười, gả cho một nam nhân như vậy quả thực là không lo cuộc sống thiếu màu sắc, luôn luôn kích thích a. Thiếp muốn, nàng khẽ lẩm bẩm bên tai Lăng Hàn, phóng đáng không ai có thể so sánh được. Chương 1922, Tố Nữ Môn. Thời gian vội vàng, thoáng cái lại 3 tháng trôi qua. Trong thời gian này trong Phó gia không còn ai tới gây phiền phức cho Lăng Hàn nữa, mọi sát cơ đều đặt vào trong Tiềm Long bí cảnh. Lăng Hàn không sợ, tuy rằng hiện tại hắn còn không có cách nào chiến thắng Tứ Trảm Đỉnh Phong, bất quá khí lực hắn cực kỳ mạnh mẽ. Tứ Trảm Đỉnh Phong cho dù có tập kích cũng không có khả năng khiến cho hắn một kích mất mạng được. Mà trong tay hắn có nhiều át chủ bài như vậy, Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mẫu Thủy, Thập Thú Thuật. Có một thứ nào là đơn giản cơ chứ? Tiềm Long bí cảnh có hạn chế nhập cảnh, Lăng Hàn cảm thấy đây chính là thiên đường chuẩn bị cho hắn, là nơi tốt để hắn du ngoạn. Đám người trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng nếu so với Lăng Hàn còn muộn hơn. Bọn hắn cũng tiến vào Thiên Long học cung, chỉ là bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào trong Tiềm Long bí cảnh, ít nhất lúc này không có cơ hội. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, ở Hắc Nguyệt giáo, Tiêu gia, bọn hắn ai mà không phải là vương giả thiên kiêu độc nhất vô nhị chứ. Nhưng bây giờ ngay cả một danh ngạch cũng không lấy được, khó trách có người nói, thà làm đầu gà còn hơn là làm đuôi trâu. Sau khi gặp mặt với trưởng Tôn Lương một phen, hắn lên một chiếc chiến thuyền của Phó gia, chuẩn bị xuất phát về Tiềm Long bí cảnh. Lần này xuất động một chiến hạm, cũng có thể thấy được trình độ coi trọng của Phó gia. Bởi vì đồ chơi này Phó gia chỉ có 3 chiếc, mỗi một chiến hạm đều có chiến lực tiên phủ đỉnh phong, là một trong những con át chủ bài cường đại nhất của Phó gia. Chiến hạm mở đường, trừ phi gặp phải cường giả thăng nguyên cảnh, nếu không kẻ nào dám ra tay, tuyệt đối sẽ bị trọng pháo trên thuyền đánh thành cặn bã. Trên thuyền có rất nhiều người, tạo thành từng vòng tròn. Như Lăng Hàn đương nhiên là ở cùng chỗ với Phó Cao Vân, trừ 10 người bọn hắn ra còn có thêm 2 người nữa. Một là Phó Hiểu Vân, nàng ở chỗ này cũng là chuyện rất bình thường, là muội muội của Phó Cao Vân, nàng không đi theo Phó Cao Vân thì đi với ai đây? Một người khác là Tư Đồ Tiểu Chân, cháu gái duy nhất của đan sư Tam Tinh, muốn thu được một danh ngạch còn không phải quá dễ đáp gờ hay sao? Mà trước khi lên đường, hai vị đại đan sư đều gọi Phó Cao Vân tới, nói hắn phải chiếu cố Tư Đồ Tiểu Chân cho tốt, nếu không sẽ bóp nát trứng của hắn, cam đoan không có khả năng mọc lại. Chuyện này khiến cho Phó Cao Vân sợ hãi không thôi, bởi vì hai vị đan sư này cũng không phải chỉ nói chơi mà thôi. Bởi vậy trong phòng bọn hắn Tư Đồ Tiểu Chân quả thực là đại gia. Miệng tùy ý nói, không kiêng kỵ, lúc thì đùa giỡn Phó Cao Vân một chút, lúc thì đùa giỡn Phó Hiểu Vân, khiến cho mọi người cảm thấy đổ mồ hôi lạnh không thôi. Lăng Hàn và Nữ Hoàng cũng không lăn lộn với bọn hắn mà tự giam mình trong phòng, sau đó tiến vào trong hắc tháp, ngồi dưới luân hồi thụ tìm hiểu. Có thể tăng lên chút thực lực nào hay chút đó. Thuyền đi nhanh chóng kinh người, chỉ 1 tháng sau đã tới Tiềm Long bí cảnh, đây là một nơi hoang dã, có vô số sương mù bao phủ. Mà bên trong chính là Tiềm Long bí cảnh, nghe nói bên trong không có sương mù, đây là trận pháp đại giáo lúc trước bố trí xuống. Hiện tại đã bị tàn phá, lực sát thương giảm mạnh, chỉ vẻn vẹn có một ít sương mù bốc lên mà thôi. Chỉ có mê hoặc tâm thần, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Sát cơ chính thức nằm ở bên trong bí cảnh, chỗ đó có khí thức và quy tắc cường giả đại chiến lúc trước lưu lại. Trải qua vô số năm còn chưa tiêu tán, đáng sợ kinh người. Có người phỏng đoán, đây có thể là một đại giáo tiên vương năm đó. Chỉ là vì sao suy vong lại khiến cho mọi người đặt một dấu hỏi rất lớn, như là một đám sương mù. Tuy rằng thứ bảo hộ bí cảnh chỉ còn lại mê trận, nhưng mà không thể khinh thường. Xâm nhập lung tung sẽ choáng váng, tuy rằng có thể tiến vào bí cảnh, thế nhưng nếu như gặp phải quy tắc hỗn loạn, tàn sát bừa bãi, như vậy cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Bởi vậy phải tiến vào từ cửa chính, đem nguy hiểm giảm xuống tới mức thấp nhất. Sau khi đi tới nơi, chiến hạm chậm rãi hạ thấp xuống. Chỉ thấy nơi này không chỉ có một chiến hạm, ít nhất cũng có 10 chiếc. Trên mỗi một chiến hạm đều có cờ xí khác nhau, cũng có màu sắc khác nhau. Thế nhưng có chút kỳ quái đó chính là trừ cờ khác nhau ra, những chiếc chiến hạm này cơ hồ đều giống nhau. Lăng Hàn hỏi Phó Cao Vân thì mới biết được, hóa ra những chiến hạm này cũng không phải là các thế lực tự mình chế tạo ra, mà là mua từ người khác. Trọng binh các, đây là một thế lực tứ tinh, lại không có dùng thủ đoạn chinh chiến khuếch trương như đại giáo, gia tộc bình thường mà chỉ buôn bán. Bán các loại binh khí, từ kiếm, nỏ tới chiến hạm lớn. Binh khí chiến tranh gì bọn hắn cũng có thể chế tạo ra được. Tài phú trọng binh các tích lũy khiến cho hai mắt người ta đỏ lên. Thế nhưng không có một thế lực nào dám sinh lòng ngấp nghé, bởi vì bản thân trọng binh các chính là thế lực tứ tinh. Hơn nữa trọng binh các là thế lực dựa vào binh khí kiếm cơm ăn, số lượng chiến hạm cấp bậc thăng nguyên cảnh tính hàng trăm, ai dám mạo muội khai chiến với bọn hắn chứ? Trừ phi là tiên vương, ngoài ra không ai dám thực sự bắt nạt bọn hắn. Liễu gia, Bắc Phú gia, Thiên Triệu gia, Đằng gia, Cổ Vũ giáo, Tố Nữ môn, ánh mắt Phó Cao Vân đảo qua, dừng lại trên mỗi một chiếc chiến hạm một chút, sau đó nói ra lai lịch. Khi hắn nhìn tới chiếc chiến hạm thứ 6, hắn hơi dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, có chút kiêng kỵ lại có chút mơ ước. Không ngờ Tố Nữ môn lần này cũng tới, sắc mặt Trình Trung cũng có chút khó coi. Lăng Hàn có chút kỳ quái, hỏi, thế lực này rất mạnh sao? Rất mạnh, cũng rất khó giải quyết. Phó Cao Vân lắc đầu, Tố Nữ môn chỉ lấy nữ đệ tử, bồi dưỡng được môn nhân sở trường về mỹ thuật. Tôn chỉ của các nàng là nếu như có thể dùng mỹ thuật giải quyết vấn đề thì tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Bất quá mỹ thuật của các nàng rất mạnh, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Hắn thở dài, Trình Trung thì cười lớn, vị Vân thiếu này của chúng ta là người thương hoa tiếc ngọc. Năm đó tiến vào bí cảnh phát hiện ra một gốc tiên dược vừa mới thành hình. Có thể nói là giá trị liên thành, kết quả lúc ấy có một vị thánh nữ Tố Nữ môn, phóng điện với Vân đại thiếu của chúng ta, kết quả khiến cho Vân đại thiếu tự nguyện chắp tay dâng gốc tiên dược đó cho nàng ta. Chương 1923, Dịch hỏa thuật thượng. Phó Cao Vân có chút xấu hổ, nhưng đồng thời lại có chút say mê, dường như vẫn còn nằm trong nhu tình của vị thánh nữ kia. Sau khi về tới gia tộc, Vân thiếu bị hung hăng giáo huấn một trầu, thiếu chút nữa bị thu hồi tư cách người thừa kế. Bất quá người từng nếm thiệt thòi trong tay Tố Nữ môn không chỉ có mình Vân thiếu. Đừng nói là Phó gia chúng ta, coi như là thế lực đỉnh cấp tam tinh như Thái Âm giáo, thánh tử bọn hắn cũng có không ít người chịu thiệt. Trình Trung lại nói, xem như vãn hồi chút mặt mũi cho Phó Cao Vân. Phó Cao Vân dùng mình nói, Lang huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên chủ quan. Mỹ thuật của Tố Nữ môn đã sớm thoát khỏi nguyên thủy mà bay tới một loại khí chất khác, khiến cho bất chi bất giác trong lòng người sinh ra ý nghĩ thương xót, nguyện ý trả giá tất cả để che chở đối phương. Hắn lại nói tiếp, Liễu Hoài Ngọc là một người của Tố Nữ môn, bất quá nàng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Lúc này Lăng Hàn mới dùng mình, Liễu Hoài Ngọc kia không ngờ chỉ là đồ bỏ sao? Phải biết rằng mỹ thuật của nàng ta rất cao minh, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Chiếu theo tình huống này, như vậy người Tố Nữ môn chính thức, phương diện mỹ thuật không biết đáng sợ tới cỡ nào. Tạo nghệ của thánh nữ lại cường đại tới ra sao chứ? Tố Nữ môn khác với các thế lực khác, các nàng chỉ có một thánh nữ, tên là Nhu, không ai biết nàng họ gì. Đều gọi nàng là Nhu yêu nữ hoặc là Nhu tiên tử. Có một truyền thuyết, nếu như có thể biết rõ họ của nàng là có thể kết làm đạo lữ với nàng. Bởi vì truyền thuyết này mà có không ít người nghe ngóng khắp nơi, từ đó cũng có thể thấy được mị lực của Nhu yêu nữ này to lớn tới đâu. Phó Cao Vân có chút mơ mộng, hắn đã từng ở cùng với Nhu yêu nữ này một đoạn thời gian ngắn. Chuyện này cũng trở thành ký ức đẹp nhất trong đời hắn. Dù là vì vậy mà mất đi một gốc tiên dược hắn cũng không hối hận. Lăng Hàn thì có chút hiếu kỳ, hắn muốn gặp mặt vị Nhu yêu nữ này một chút, nhìn xem mị lực của nàng ta kinh người tới đâu. Phó gia có người thừa kế cấp bậc vương giả như Phó Cao Vân, thế lực khác há lại không có. Trừ Nhu yêu nữ của Tố Nữ môn gia, còn có Thiên Triệu Điền của Thiên Triệu gia, Bắc Vũ gia có Bắc Vũ Hùng, Cổ Vũ giáo có Lâm Phương. Mỗi một người đều là vương giả, là thiên kiêu chi tử trảm trần hoàn mỹ. Trong bọn họ có người vừa vặn mới chạm trần, cũng có người đã là vương giả vô thượng tứ trảm đỉnh phong. Chiến lực thì là người mạnh mẽ nhất dưới phân hồn cảnh. Tuy rằng Lăng Hàn tự tin, nhưng mà bây giờ chiến lực của hắn chỉ đạt tới tứ trảm sơ kỳ bình thường, trung kỳ thì quá sức. Hậu kỳ nhất định không đánh lại chứ đừng nói tới tứ trảm đỉnh phong. Không địch lại nhưng cũng không có nghĩa sẽ thua. Khí lực của hắn mới là chỗ cường đại nhất, chỉ mong không có xung đột với bọn hắn, nhất là yêu nữ kia. Phó Cao Vân nghiến răng nghiến lợi nói, rồi lại bất chi bất giác có chút mơ màng. Hiển nhiên trong lòng hắn vẫn còn có một đoạn hình ảnh không thể nào xóa đi được. Thiên Triệu Điền ở đây, Nhu tiên tử có thể hiện thân gặp mặt hay không? Đột nhiên có một người từ trong chiến hạm nhảy ra, đứng ngạo nghễ trên không trung. Chuyện này khiến cho người ta hiếu phai, danh tiếng của Nhu yêu nữ có thể nói là thiên hạ đều biết. Đừng nói là tiểu bối đồng lứa hiếu kỳ mị lực của nàng, ngay cả thế hệ trước cũng có không ít người muốn thu nàng làm thiếp. Có lời đồn rằng, Nhu yêu nữ chính là thánh nữ có thiên tư kiệt xuất nhất tố nữ môn từ trước tới nay, đồng thời cũng là người có phong thái mê người nhất. Ngay cả môn chủ Nam Tố Ngọc đương đại của tố nữ môn trên phương diện dung mạo cũng kém sắc hơn một chút. Phải biết rằng Nam Tố Ngọc khi còn là thánh nữ đã có danh xưng cực phẩm tiên tử. Ngay cả thế lực tứ tinh cũng có rất nhiều thiên kiêu chi tử quỳ gối xuống trước phái nàng. Chỉ là không có ai có thể đoạt đi tâm hồn thiếu nữ của nàng mà thôi. Mà cho dù là hiện tại, trong tất cả các thế lực tam tinh chung quanh, Nam Tố Ngọc vẫn nắm giữ vị trí đệ nhất mỹ nữ, mãi tới gần đây mới có xu thế bị Nhu yêu nữ thay thế. Đẹp hơn Nam Tố Ngọc, như vậy sẽ động lòng người như thế nào chứ? Bởi vậy chỉ cần là người có yêu thích trên phương diện nam nữ, không có cường giả nào mà không muốn bắt Nhu yêu nữ về làm thiếp thất. Mấu chốt là hai chữ yêu nữ có bao nhiêu mê người chứ? Không thử làm sao có thể biết được. Trên chiến hạm của tố nữ môn vốn yên ắng, qua một hồi mới có một nữ tử mặc y phục màu trắng đứng ở đầu chiến hạm. Người này lớn lên đẹp như tiên nữ, càng có một loại khí chất khiến cho người ta tôn sùng, không kìm lòng được muốn dâng lên tất cả của bản thân. Đây là Nhu yêu nữ sao? Quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành, đẹp tới kinh người, yêu dị tới tận xương. Phốc, ánh mắt các người quả thực quá kém a. Đây sao có thể là Nhu yêu nữ được chứ? Nhu yêu nữ so với nàng còn đẹp hơn gấp trăm lần, yêu dị hơn gấp 1.000 lần, thực sự là cười chết ta. Lăng Hàn thầm gật đầu trong lòng, nữ tử áo trắng này tuy rằng cũng rất mê hoặc, rất xinh đẹp lẳng lơ. Nhưng mà so với Liễu Hoài Ngọc lúc trước cũng chỉ cao hơn một bậc mà thôi. Nếu như vậy cũng có thể khiến cho Phó Cao Vân nhớ mãi không quên, thậm chí còn dâng lên một gốc tiên dược, như vậy ánh mắt của Phó Cao Vân cũng quá thấp. Mà Phó Thông Hải nếu như muốn đối phó với Phó Cao Vân cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần phái ra Liễu Hoài Ngọc, tốn chút công phu là có thể mê hoặc Phó Cao Vân tới đầu óc choáng váng. Nữ tử mặc y phục màu trắng mở miệng, thanh âm thanh thúy, cực kỳ động lòng người. Thánh nữ nhà ta nói, người đang nghiên cứu một môn bí thuật thời kỳ thượng cổ. Chỉ là bí thuật bị tàn phá, không có cách nào tu bổ, nếu như Thiên Triệu công tử muốn gặp thánh nữ nhà ta. Như vậy chỉ cần phá giải bí thuật bị thiếu này, như vậy thánh nữ tất sẽ dùng lễ khách quý để đối đãi. Thiên Triệu Điền nao nao, lập tức cười lớn, nói. Tốt, ta sẽ nhận khiêu chiến này. Đây là khảo thí của Nhu yêu nữ, nếu như không đủ ngộ tính và sức sáng tạo, ngay cả gặp mặt ngươi nàng cũng lười. Mà đây là khảo thí nhằm vào người thừa kế các đại gia tộc, đổi lại là chó mèo tầm thường, đoán chừng vị nữ tử này cũng không thèm ra. Những khác cũng động tâm tư, liên tục tiến lên, nói muốn tiếp nhận khiêu chiến này. Chương 1924, Dịch hỏa thuật hạ. Nữ tử áo trắng dường như đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chồng giấy dày đặc, mỗi người tới đều đưa cho một tờ. Phó Cao Vân không nhịn được cũng đi tới lấy một tờ, sau khi quay lại hắn nói. Ta chỉ thuần túy có hứng thú với cổ thuật, muốn phá giải, cũng không phải muốn gặp Nhu yêu nữ kia. Tất cả mọi người đều cười ha hả, ai mà tin chứ. Ngươi nha, vẻ mặt chẳng khác nào là muốn gặp tình nhân trong mộng. Phó Cao Vân cũng không có một mình trầm tư suy nghĩ mà lại sai người chép lại cổ thuật trên giấy, sau đó phân phát cho mỗi người một bản, tập hợp trí tuệ của mọi người tới giải. Lăng Hàn cũng nhìn vào, đây là một phần bí quyết bị thiếu, tổng cộng có 10 câu khẩu quyết, có 7 câu nguyên vẹn, 3 câu còn lại bị tàn phá. Những chỗ bị thiếu đều có những vòng tròn, mỗi chữ bị thiếu đại biểu cho một vòng tròn. Câu bị thiếu nhiều nhất thậm chí còn có 7 vòng tròn. Thứ như bí pháp này liên quan tới tuyên truyền và khống chế quy tắc. Một chữ không chuẩn sẽ làm tổn thương tới chính mình, cho nên tuyệt đối không thể sai dù chỉ là một chữ. Nếu không chẳng khác nào là tự tìm đường chết, thứ này rất giống với đan phương. Tư Đồ Đường và Hướng Nghiêm vì chữa trị một đan phương tam tinh cổ xưa mà tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ? Hơn 10 ức năm, hơn nữa đan phương chữa trị đúng hay không thì phải xem có luyện ra được đan dược hay không là biết. Chỉ là công pháp thì khác, nếu người luyện chơi, như vậy cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn thương bổn nguyên, nặng thì trực tiếp ra đi. Ồ, Lăng Hàn lập tức ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc hắn đọc qua tờ giấy ghi khẩu quyết kia, Cửu Thiên Hỏa lại nhảy lên kịch liệt. Có chuyện gì xảy ra? Đây là một môn dịch hỏa thuật, cho nên mới có thể dẫn động Cửu Thiên Hỏa. Tiểu Tháp đột nhiên mở miệng, ngươi nhận được thiên địa bổn nguyên là một chuyện, nhưng mà có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ hay không lại là một chuyện khác. Lăng Hàn gật gật đầu, chuyện này giống như hai người đều là sáng thế cảnh. Một người có ngộ tính võ đạo siêu cao, có thể phát huy thực lực ra 10 phất. Một người khác lại chỉ có thể phát huy ra 7 thành, như vậy chiến lực sẽ có chênh lệch rất lớn. Đạt ở trên phương diện Cửu Thiên Hỏa cũng là như vậy, hiện tại hắn chỉ biết phóng Cửu Thiên Hỏa ra mà thôi. Nhiều nhất chỉ xen lẫn vào trong công pháp, nhưng mà không có một môn bí thuật nào chuyên môn khai phá tiềm năng của Cửu Thiên Hỏa. Thiên địa tổ hoa cũng không phải là thứ hiện tại mới xuất hiện. Hơn nữa không chỉ có mình hắn đạt được tổ hỏa, hiển nhiên, tiên hiền đã sớm có người từng đạt được Cửu Thiên Hỏa, còn căn cứ vào đặc tính kỳ dị của nó mà tạo ra một môn bí pháp. Cửu Thiên Hỏa chính là tổ hỏa, vạn hỏa chi nguyên. Môn dịch hỏa thuật này đối với một võ giả hỏa tu mà nói, có giá trị kinh nguy kép. Đủ để khiến cho năng lực khống chế hỏa nguyên trong thiên địa của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Tiểu Tháp đánh giá một câu, sau đó mới lại nói tiếp. Nhất định phải lấy được môn bí thuật này. Có những lời này của Tiểu Tháp, Lăng Hàn đặt quyết tâm tìm hiểu. Chỉ là đây là một môn khẩu quyết bị tàn phá, lại ở trong tay người khác, cũng không phải nói lấy là có thể lấy được. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu những khẩu quyết này. Chuyện cổ quái xảy ra, khi hắn đọc vài câu khẩu quyết nguyên vẹn, lúc tới chỗ không nguyên vẹn. Từng vòng tròn kia không ngờ lại hóa thành ký tự, tự động tu bổ khẩu quyết. Hắn có cảm giác đây là những từ hoàn toàn chính xác. Đạo Cửu Thiên Hỏa này không ngờ lại có liên quan tới người sáng tạo thuật pháp này. Tiểu Tháp có chút kinh ngạc, sao lại nói như vậy? Lăng Hàn hỏi, tiên vực có 9 đạo tổ hỏa, trên lý luận, số lượng này sẽ không xảy ra biến hóa. Chỉ có một đạo tổ hỏa bị chôn vùi thì thiên địa mới có thể bắt đầu dưỡng dục ra tổ hỏa mới. Tiểu Tháp bắt đầu giải thích, theo như ta suy đoán, năm đó có một vị cường giả thu được Cửu Thiên Hỏa, cũng sáng tạo ra một môn dịch hỏa thuật. Nhưng mà sau khi vị cường giả này vẫn lạc, Cửu Thiên Hỏa cũng bị dập tắt. Nhưng mà Cửu Thiên Hỏa còn có một tia cho tàn, không tới mấy năm sau lại lần nữa thiêu đốt trở lại, trở thành Cửu Thiên Hỏa mới. Bởi vì đây là cho tàn, trong đó còn lưu lại dịch hỏa thuật lúc trước, cũng có thể là không hoàn chỉnh. Lại thông qua môn thuật pháp này tham chiếu, rốt cuộc cũng tạo thành một bản dịch hỏa thuật nguyên viên. Chuyện này rất có đạo lý, nếu không sao có thể giải thích được chuyện đang xảy ra trước mắt Lăng Hàn cơ chứ. Đáng tiếc đây chỉ có một trang giấy, chỉ có 10 câu khẩu quyết mà thôi. Trong lòng khẽ động, xem ra hắn phải gặp vị nhu yêu nữ này một lần rồi. Bên kia, đám người Phó Cao Vân đang vắt hết óc, đau khổ suy nghĩ. Đừng nói là Phó Cao Vân nhớ mãi không quên nhu yêu nữ. Những người khác cũng vô cùng chờ mong muốn nhìn thấy nhu yêu nữ tuyệt sắc và mị lực. Đây là một đại mỹ nữ tràn ngập sắc thái truyền kỳ, đại yêu tinh, hại dân hại nước a. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, có được Cửu Thiên Hỏa, trừ hắn có vận khí như vậy ra cũng chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Mà muốn sáng tạo ra một môn bí pháp có thể vận dụng tổ hỏa, không thể nghi ngờ, chỉ có tiên vương mà thôi. Các ngươi chỉ là mấy trảm trần cảnh, nếu như có thể tu bổ bí pháp của tiên vương, quả thực Lăng Hàn không tin. Cho dù bọn họ đã đứng trên bờ vai của cự nhân, có pháp quyết trước đó để tham khảo, thế nhưng vẫn khó như lên trời. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là mấy tiên vương tới cũng phải phí vô số thời gian mới có thể tu bổ hoàn toàn những tàn quyết này. Hơn nữa chưa hẳn đã giống như nguyên bản, có thể thấy được nhu yêu nữ kia hẳn là trong lúc vô tình nhận được phần pháp quyết này, căn bản không biết chỗ chân quý của nó. Nếu không nàng tuyệt đối không dám lấy ra cho mọi người tham khảo, bởi vì một khi gặp được người biết hàng, đủ để dẫn tới một trận chiến tranh. May mà chỉ là 10 câu khẩu quyết mà thôi, còn chưa đủ để nhìn ra đây là một bộ tiên vương pháp. Lăng Hàn cũng không có lập tức mở miệng, như vậy cũng quá yêu nghiệt. Người liếc mắt là có thể nhìn ra tàn quyết là cái gì, muốn hù chết người khác sao? 3 ngày qua đi, không có ai cân nhắc được ra tàn quyết là cái gì. Thậm chí một câu cũng không tu bổ được, lúc này Lăng Hàn mới tiền xong tàn quyết kia, lại đưa cho Phó Cao Vân, bảo hắn cầm đi tới chỗ Tố Nữ Môn. Chương 1925, tu bổ pháp quyết. Có được hay không vậy? Phó Cao Vân bán tin bán nghi, tuy rằng hắn rất thưởng thức Lăng Hàn, nhưng mà nhiều ngày như vậy những thiên kiêu chi tử kia còn không có điền được nổi một từ, người lại nói điền xong toàn bộ, đương nhiên phải khiến cho hắn có chút hoài nghi rồi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, coi như sai cũng không sao a, dù sao cũng phải thử mới biết được chứ. Phó Cao Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy đối phương nói như vậy cũng có lý. Hắn nhận lấy tàn quyết, chạy tới chiến hạm của Tố Nữ Môn để trả. Bất quá, nửa ngày sau, ngay cả một chút động tính cũng không có. Đương nhiên Phó Cao Vân cho rằng không quá quan được, hắn đành cất tiếng thở dài buồn bã, sau đó lại tiếp tục cố gắng nghiên cứu. Ngay lúc này, nữ tử áo trắng xuất hiện mấy ngày trước không ngờ lại bay tới Cầu Kiến. Sau khi được cho phép, nàng dịu dàng cúi đầu nói với Phó Cao Vân. Phó thiếu, thánh nữ nhà ta cho mời, thực sự thành công. Phó Cao Vân cả kinh, lập tức đại hỉ, vội vàng gật đầu nói. Tốt, 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 lúc này hắn nào có chút rụt rè nào nữa chứ, ta cũng coi như có công a. Lăng Hàn cười nói, hắn giúp Phó Cao Vân một hồi là vì muốn nhìn thấy toàn bộ môn dịch hỏa thuật này. Nữ tử áo trắng lập tức có chút không vui, ngươi là ai chứ? Phó Cao Vân cũng có chút khó xử, có thể nhận được lời mời của Nhu Yêu Nữ đã là vinh hạnh vô cùng. Hắn lại không biết xấu hổ mang theo một người sao, nhưng vấn đề là nan đề này là do Lăng Hàn giải quyết, bây giờ hắn có thể qua sông đoạn cầu sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ta lỗ mãng, coi như ta chưa nói. Nhu Yêu Nữ mời Phó Cao Vân đi qua, nhất định sẽ là tiếp tục tu bổ bộ tàn quyết kia. Phó Cao Vân này có thể hoàn thành sao? Kết quả nhất định sẽ phải tới mời mình. Đương nhiên nếu như bộ công pháp kia chỉ có 3 câu này là tàn quyết, như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Về sau lại nghĩ biện pháp từ chỗ Nhu Yêu Nữ nhận được công pháp nguyên vẹn. Phó Cao Vân lập tức thở dài, quả thực hắn sợ Lăng Hàn kiên trì. Bởi vì hắn cũng không muốn phá hỏng giao tình giữa mình và Lăng Hàn. Nếu không, hắn thà rằng không đi tới chỗ Nhu Yêu Nữ thì hơn. Một chút nặng nhẹ này hắn vẫn biết rõ, nếu không hắn cũng không có tư cách trở thành một trong những người thừa kế của Phó gia. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, ra vẻ khinh bỉ. Nàng không có lên tiếng mà dẫn Phó Cao Vân đi về phía chiến hạm Tố Nữ Môn. Lăng Hàn vắt chéo chân ngồi, cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn có lòng tin, đợi mấy thời thần sau, chỉ thấy nữ tử áo trắng kia quả nhiên trở lại, còn có Phó Cao Vân, bộ dáng vỏ đầu bứt tai, vô cùng túng quẫn. Lăng Hàn có thể đoán được, nhất định Nhu Yêu Nữ xuất ra bộ thuật pháp Tiên Vương bị tàn phá kia, muốn Phó Cao Vân tiếp tục chữa trị. Thế nhưng Phó Cao Vân nào có năng lực như vậy, đành phải nói thật, khi đó quẫn bách là đúng. Lăng huynh đệ, đi, chúng ta cùng đi gặp Nhu tiên tử. Phó Cao Vân vừa mới tới đã kêu. Lăng Hàn lắc đầu nói, không có hứng thú. Ồ, sao ngươi lại nói không có hứng thú? Trước đó không phải chính ngươi chủ động mở miệng nói muốn đi hay sao? Tuy rằng con người hay biến đổi, nhưng mà ngươi trở mặt như vậy cũng quá nhanh a. Thánh nữ nhà ta cho mời, ngươi còn ra vẻ cái gì? Nữ tử áo trắng không chút khách khí nói, không biết nàng đã gặp bao nhiêu vương giả đồng lứa, ai nghe Nhu Yêu Nữ triệu kiến mà không hấp tấp cơ chứ. Ngay câu đầu tiên đã vô cùng khách khí với nàng rồi. Ngươi là người thừa kế của hào phú sao? Ngươi là thánh tử đại giáo sao? Không ngờ lại còn ra vẻ, thực sự không biết mình đang ở đâu. Ngay cả đầu Lăng Hàn cũng không buồn ngẩng lên, chỉ phất tay nói. Chỉ bằng vào thái độ này của ngươi sao? Ha ha, lúc nào suy nghĩ được thái độ khi cần cầu người là thế nào thì mới lại nói chuyện. Phó Cao Vân giật mình, khó trách Lăng Hàn lại đột nhiên trở mặt như vậy. Hóa ra là tức giận vì nữ tử áo trắng này, hắn dùng thần thức truyền âm nói. Lăng huynh đệ, không cần chấp nhặt với nữ nhân này, vạn nhất biến khéo thành vụng, không gặp được Nhu Yêu Nữ thì sao? Ngươi không biết đâu, nữ nhân này là cực phẩm trong cực phẩm a. Thực sự là đồng đội như heo, ý chí quá không kiên định. Lăng Hàn ra vẻ không thèm để ý tới, chỉ nhắm mắt không nói gì. Hắn có nắm chắc rất lớn, Nhu Yêu Nữ nhìn thấy tàn quyết được tu bổ, nhất định sẽ rất bức thiết muốn tu bổ toàn bộ công pháp. Bởi vậy quyền chủ động nằm trong tay hắn, quả thực hắn không muốn chấp nhặt với nữ tử áo trắng, thế nhưng hắn cũng không muốn bị người ta kiêu ngạo, tới trước mặt hắn kêu gào. Hừ, nữ tử áo trắng giận dữ, trực tiếp quay người bỏ đi. Ai, Phó Cao Vân thở dài, hắn cũng không có đuổi theo. Giữa huynh đệ và mỹ nữ, hắn vẫn lựa chọn thứ trước hơn. Lăng Hàn lại cười nói, tin hay không, không cần một lát nữa nàng sẽ trở lại. Đương nhiên Phó Cao Vân không tin, Nhu Yêu Nữ thanh cao thế nào chứ? Nàng ta chịu mời ngươi, ngươi lại trực tiếp không thèm đếm xỉa tới, có quỷ mới để ý tới ngươi nữa, a. Bất quá Phó Cao Vân cũng không nói lời như vậy trước mặt Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn nhờ phúc của Lăng Hàn mà đã được gặp Nhu Yêu Nữ một lần. Tuy rằng vẫn muốn gặp lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng mà dù sao cũng đã được gặp, cũng không còn tiếc nuối nữa. Chỉ một lúc sau, thiếu nữ áo trắng lại tới lần nữa. Lần này trên mặt nàng tươi cười, khi nhìn thấy Lăng Hàn nàng khẽ cúi người, thanh âm yêu kiều. Nô gia Cảnh Nguyệt trước đó có chỗ nào đắc tội với công tử, kính xin công tử đại nhân đại lượng. Chỉ cần công tử chịu tha thứ, cho dù đánh mắng ta cũng được. Phó Cao Vân lập tức há hốc mồm, con mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể nào tin nổi. Đây chính là thị nữ thiếp thân của Nhu Yêu Nữ A, có thể nói là mắt cao hơn đầu. Ngay cả người thừa kế Phó gia như hắn cũng không thèm đếm xỉa, nhưng bây giờ lại còn nói muốn đánh muốn mắng cũng được, như vậy cũng quá khoa trương A. Hết, hắn cũng là người thông minh, lập tức ý thức được bộ công pháp Nhu Yêu Nữ Lẩy A để hắn tu bổ không đơn giản. Nếu không mà nói, thị nữ của Nhu Yêu Nữ tuyệt đối sẽ không có lý nào cúi đầu. Đợi chút nữa nhất định phải nói với Lăng Hàn một câu, bảo đối phương cho dù có tu bổ hết hay không cũng phải nhớ kỹ toàn bộ công pháp này, việc này quá mức quan trọng. Chương 1926, Nhu Yêu Nữ. Lăng Hàn cười nhạt, nói, đang êm đẹp tại sao ta phải mắng chửi ngươi làm gì chứ? Công tử, nữ tử áo trắng này trực tiếp quỳ xuống, cúi thấp người. Từ vị trí của Lăng Hàn có thể nhìn thấy một mảnh trắng bóc dưới cổ nàng, còn có hai bộ phận hở ra kia. Mặc dù chỉ lộ ra một chút xuân quang nhỏ nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy dư vị vô cùng, muốn nhìn thêm nữa. Ha ha, không ngờ lại sử dụng mỹ thuật với hắn. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, ngay cả một lời cũng không nói. Công tử, ta thực sự biết sai rồi. Nữ tử áo trắng nhìn thấy thế biến sắc, trước đó, sau khi nàng trở về bẩm báo, bị Nhu Yêu Nữ của trách một phen. Bảo nàng nhất định phải khách khí với Lăng Hàn, cũng mời người qua. Nhưng mà nàng vẫn không phục, cho rằng chỉ cần mình dùng mỹ thuật Lăng Hàn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lần này nàng đã biết mình đoán sai về Lăng Hàn, nàng sợ tới mức vội vàng dập đầu. Công tử đại nhân đại lượng tha cho nô gia một lần đi. Phanh phanh phanh, chán nàng không ngừng đập vào sàn nhà, thanh âm rất lớn. Lăng Hàn ăn mềm không ăn cứng, đối phương đã cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa trước đó cũng chỉ khinh bỉ hắn một chút mà thôi, cho nên hắn cũng không so đo nhiều với đối phương. Hắn vươn người đứng dậy, nói, được rồi, đi gặp thánh nữ nhà ngươi một lần. Phó Cao Vân không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái với Lăng Hàn. Cho tới bây giờ chỉ có người khác yêu cầu gặp Nhu Yêu Nữ, nào có Nhu Yêu Nữ đi cầu người như thế này. Đây quả thực là châu bò A. Nữ hoàng đi tới, nàng cũng muốn gặp vị Nhu Yêu Nữ này, nhìn xem so với nàng thế nào. Nữ tử áo trắng vốn muốn ngăn cản, nhưng sau khi nhìn Lăng Hàn, nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hiện tại vẫn không nên đắc tội với Lăng Hàn là tốt nhất. Bốn người cùng một chỗ, bay về phía chiến hạm Tố Nữ Môn. Trên thuyền lớn có rất nhiều nữ tử đang dò xét, bởi vì có nữ tử mặc y phục màu trắng dẫn đầu, cho nên cũng không có ai chặn đường hỏi han bọn hắn. Sau khi vào chiến hạm, bọn hắn nhanh chóng đi tới căn phòng lớn nhất trong đó. Xin chờ một chút, nữ tử mặc y phục màu trắng nói, nàng gõ cửa phòng một chút. Một lúc lâu sau mới nghe một đạo thanh âm lười biếng từ trong phòng truyền ra. Vào đi, thanh âm này rất thấp, nhưng lại rơi vào trong tai mọi người rất là rõ ràng, như là kêu, khiến cho trong lòng mọi người khó nhịn. Chưa cần nhìn người, chỉ cần bằng vào thanh âm này cũng khiến cho người ta trầm mê, trong đầu xuất hiện vô số ham muốn, đồng thời còn tò mò, đây là một vị mỹ nữ mê người tới đâu chứ? Nữ tử mặc y phục màu trắng đẩy cửa ra, sau đó làm thủ thế mời ba người Lăng Hàn. Phó Cao Vân dẫn đầu đi vào, Lăng Hàn thì cùng với nữ hoàng đi song song vào. Lúc này ba người nhìn thấy một nữ tử đang nằm trên một cái ghế dài cực lớn. Nàng mặc một cái váy dài màu vàng, da thịt trắng như tuyết, mà khuôn mặt thì xinh đẹp tới kinh người. So với nữ hoàng vẫn kém hơn một chút, bất quá đôi mắt nàng quá mức vũ mị, giống như có linh tính, như đang nói ra nội tâm nàng, khiến cho trong lòng người ta đập thình thịch. Đã nằm thì đương nhiên nàng không đi giày, càng không có tất. Hai cái chân nhỏ nhắn, xinh đẹp lộ ra, bóng loáng như ngọc. 10 ngón chân đều màu hồng, đây không phải là nhuộm màu mà là trời sinh đã như vậy. Bất quá đại bộ phận đôi chân đã bị cái váy dài che khuất, chỉ lộ ra một chút đỉnh. Thế nhưng lại giống như càng tô điểm thêm cho nàng. Chỉ cần liếc Lăng Hàn cũng có thể xác định đây là một đại yêu tinh, tuy rằng dung mạo không bằng hổ nữ và nữ hoàng, nhưng mà bản thân nàng tu luyện mị công, có thể khiến cho mị lực tăng lên rất nhiều. Khiến cho lúc này kỳ thực nàng cũng không thua nữ nhân của Lăng Hàn quá nhiều. Khó trách vô luận là Phó Cao Vân hay là các vương giả trẻ tuổi khác, ngay cả cao thủ thế hệ trước cũng đều muốn nạp nàng làm thiếp thất. Nếu như Lăng Hàn chỉ có một mình, nói không chừng hắn sẽ truy cầu mãnh liệt đối với nữ nhân này. Bất quá hiện tại thì khác, hắn thu hồi ánh mắt vô cùng trong sáng. Hắn và nữ hoàng ngồi xuống, tay vẫn còn nắm, quả thực là hành hạ những người độc thân A. Nhu Yêu Nữ không khỏi kinh ngạc, không phải nàng chưa gặp nam nhân ra vẻ thanh cao trước mặt mình. Thế nhưng ai cũng chỉ có một mục đích, đó là làm cho nàng chú ý. Loại người này nàng thấy nhiều, cho nên cũng không cho là đúng. Thế nhưng Lăng Hàn lại không ra vẻ thanh cao, ánh mắt thanh tịnh tới đáng sợ. Nếu không nàng cũng có thể nhìn thấy được một chút dục vọng trong mắt. Mượn Phó Cao Vân bên cạnh mà nói, tuy rằng là vương giả đương đi, nhưng vẫn không che giấu được thất tình lục dục trong mắt. vị này chính là Lăng Hàn Lăng công tử sao? Trên mặt nàng nở nụ cười nhàn nhạt, không cao ngạo giống như là nữ hoàng, cũng không dính người như hổ nữ, có phong cách riêng. Lăng Hàn gật đầu nói, ta chính là Lăng Hàn, nghe nói Lăng công tử trợ giúp phó công tử tu bổ pháp quyết không trọn vẹn kia. Nhu yêu nữ hỏi, Lăng Hàn không muốn tốn nước miếng với nàng như vậy, hắn nói. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi tu bổ toàn bộ pháp quyết kia cũng được. Chỉ là phải đem bộ công pháp kia lấy ra, cho ta chậm rãi nghiên cứu. Chuyện này, Nhu yêu nữ ra vẻ chần chờ. Bộ công pháp kia cũng là ngẫu nhiên nàng đạt được mà thôi. Nhưng bởi vì không trọn vẹn, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện tu luyện, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Càng là tiên thuật phẩm giai cao càng nguy hiểm, nhưng mà nàng lại có cảm giác, bộ công pháp này rất không tồi. Cầm một tờ ra cho người khác nhìn xem, như vậy cũng không sao cả. Dù sao cũng chỉ là một tờ, ai cũng không có khả năng suy đoán ra nội dung phía sau hoặc phía trước. Thế nhưng nếu như lấy ra cả bộ công pháp, như vậy liên lụy rất lớn. Thế nhưng không tu bổ được toàn bộ công pháp kia, như vậy nàng có nắm bộ công pháp kia trong tay cũng là vô dụng. Bởi vậy nàng nghĩ một lúc lâu, vẫn chậm rãi gật đầu nói. Được, nàng nhìn Lăng Hàn, có chút không cam lòng. Không ngờ tên này còn ghét bỏ nói chuyện với nàng, mà muốn lập tức tùy bổ công pháp. Tức chết nàng a, quả thực là khúc gỗ không hiểu phong tình. Nhu yếu nữ chống cánh tay đứng dậy, chỉ mới khẽ động cũng khiến cho người ta cảm thấy ưu nhã, vẻ lười biếng hoàn toàn được thể hiện ra ngoài. Mái tóc xanh rũ xuống, như là thác nước, lộ ra một bên má tuyệt mỹ. Chương 1927, lấy thân báo đáp đi. Phó Cao Vân nhìn thấy vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Lăng Hàn cảm khái, khó trách lúc trước ngay cả một gốc tiên dược Phó Cao Vân cũng tình nguyện chắp tay nhường lại, yêu nữ này quả thực là đại họa, tuyệt đối không có mấy nam nhân có thể chống cự được mị lực của nàng. Bất quá nếu như nữ hoàng chịu mở miệng, cam đoan ngay cả nữ nhân cũng bị nàng mê hoặc tới đầu óc choáng váng. Động tác của nhu yêu nữ rất chậm, phát huy sự hấp dẫn của tứ chi tới mức tận cùng. Lúc này có thể thấy được Phó Cao Vân đang chảy nước miếng. Chỉ là Lăng Hàn vẫn thờ ơ, khiến cho trong lòng nàng kinh ngạc thêm vài phần. Chẳng lẽ nàng phải chủ động vận chuyển mỹ thuật mới có thể hấp dẫn được người này? Mỹ thuật nàng đã vận dụng và nắm giữ tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hơn nữa không nên coi thường. Mỹ thuật làm tăng mị lực của nàng lên, mà cũng không phải làm tăng nhu cầu ở phương diện kia của người ta. Nam nhân đã gặp nàng nhất định sẽ suy nghĩ làm thế nào để có được nàng, mà không phải là gấp gáp chiếm hữu nàng. Thế nhưng mỹ thuật vì sao lại gọi là mỹ thuật cơ chứ? Khi nàng chủ động vận chuyển mỹ thuật, như vậy sẽ sinh ra hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Đối phương sẽ sinh ra ý nghĩ liều lĩnh muốn chiếm hữu nàng. Đến lúc đó nàng lại thừa cơ ra tay, tự nhiên dễ dàng như trở bàn tay. Đầu ngón tay nhu yêu nữ khẽ run lên, trên bàn có thêm một bộ sách cổ, bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng. Hắn là bị 5 tháng ăn mòn. Phó thiếu, còn có vị muội muội này, mời tránh khỏi đây một chút. Nhu yêu nữ nói, nàng sợ bị hai người này nhớ rõ công pháp, vạn nhất Lăng Hàn không thể chữa trị, bọn hắn còn có thể mang theo công pháp bị tàn phá tới tìm những người khác. Phó Cao Vân không nói hai lời, trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Ngay cả một gốc tiên dược cũng chắp tay nhường, một bộ công pháp đối với hắn cũng không tính là gì. Nữ hoàng thì không thèm để ý tới, chỉ dùng ánh mắt bế nghễ quét ngang nhu yêu nữ, muốn ra lệnh cho nàng sao? Hừ, vị muội muội này, nhu yêu nữ nhìn chằm chằm vào nữ hoàng, ánh mắt có chút siết chặt. Hay cho dáng người hoàn mỹ, hơn nữa tuy rằng che mặt nhưng cỗ khí chất cao quý ung dung kia vẫn khó có thể che giấu, khiến cho người ta sinh lòng muốn quỳ xuống. Trong lòng nàng cả kinh, phải biết rằng nàng là nữ tử, lại tu luyện mỹ thuật, tâm thần vô cùng vững chắc, không ngờ lại còn sinh ra ý nghĩ muốn lẻ lưỡi liếm chân, quỳ xuống dưới chân đối phương. Mị lực của nữ nhân này không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Muội muội xưng hô thế nào đây? Nàng hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này cũng tu luyện mỹ thuật nào đó mới có thể khiến cho tim nàng đập thình thịch như vậy? Nữ hoàng thì gõ gõ vào thành ghế, nói, gọi là tỷ tỷ. Nhu yêu nữ có cảm giác như nằm mơ, nàng là thánh nữ, hơn nữa lại là người thừa kế duy nhất, tương lai tất thành môn chủ một môn. Nắm giữ một thế lực lớn như Tam Tinh, ngươi có tư cách gì để ta gọi là tỷ tỷ chứ? Muội muội, ngươi rất tự tin, nàng ung dung nói. Nữ hoàng chỉ liếc mắt nhìn nàng, không gọi tỷ tỷ thì nàng cũng không buồn nói với đối phương. Dựa vào, không ngờ lại bị ghét bỏ. Nhu yêu nữ trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Một yêu nữ tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại như nàng không ngờ lại có lúc bị người ta ghét bỏ. Nàng còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn đã đọc văn tự, nàng lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại không thể quấy nhiễu Lăng Hàn. Lăng Hàn đọc rất nhanh, khi ánh mắt đảo qua, Cửu Thiên Hỏa sẽ có động tính, sau đó những chữ không trọn vẹn kia cũng tự động hiện lên. Đại bộ phận văn tự rất là bình thường, nhưng cũng có một ít khó hiểu. Thậm chí còn không thể được xưng là văn tự, chỉ là một ký hiệu đại đạo. Thứ này chỉ có cường giả vô thượng mới có thể khắc xuống, những người khác căn bản không có cách nào hình thành ký hiệu như vậy trong đầu. Muốn làm được chuyện này cần lĩnh ngộ đại đạo cực cao. Ký hiệu như vậy có thể trấn được càn khôn, khóa được 5 tháng, bởi vậy cho dù chữ bên trên cuốn sách này bị phá hỏng nhưng những ký hiệu bên trên lại không thể bị phá hỏng. Trên thực tế cũng chính là bởi vì những ký hiệu này tồn tại cho nên mới khiến cho bản cổ thư này mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nếu không đã sớm hoàn toàn bị ăn mòn. Rất nhanh Lăng Hàn đã đọc qua một lần, hai mắt nhắm lại, trong đầu lập tức xuất hiện cả bộ công pháp, tản ra đại đạo chi quang. Nếu như hiện tại hắn nói không có cách nào chữa trị, như vậy chẳng khác nào có thể độc chiến cả bộ công pháp tiên vương này. Bất quá hắn cũng không phải là người như vậy, chuyện qua sông đoạn cầu có thể không làm thì không nên làm là tốt nhất. Hơn nữa người khác có đạt được thì cũng chỉ có thể điều khiển hỏa nguyên thiên địa. Thế nhưng hắn lại có thể điều khiển cửu thiên hỏa, uy lực này hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy hắn trầm ngâm một lúc mới lấy ra giấy bút, ghi ở phía trên. Văn tự lưu động, nhưng mà khi gặp những ký hiệu đại đạo kia, Lăng Hàn không có biện pháp khắc lên, hắn chỉ có thể ghi chú rõ vào bên trên. Hắn nhanh chóng ghi lại, chỉ nửa thời thần sau, một bộ công pháp nguyên vẹn đã hoàn thành. Chuyện này, Nhu Yêu Nữ không khỏi khiếp sợ, bộ công pháp kia nàng cũng đưa cho sư phụ, cũng chính là môn chủ Nam Tố Ngọc xem qua. Thế nhưng Nam Tố Ngọc nghiên cứu nhiều năm, lại không điền nổi một chữ nào. Đây là kết tinh tâm huyết của tiên vương, chỉ bằng vào tiên phủ cảnh cũng muốn chữa trị sao? Nói đùa, thế nhưng Lăng Hàn chỉ dùng thời gian nửa ngày đã xong, như vậy cũng quá kinh người. Ngươi không phải tùy ý làm loạn đó chứ? Nhu Yêu Nữ cầm qua bản thảo, vội vàng đọc, càng nhìn nàng càng kinh hãi, càng kích động, bởi vì bên trên rõ ràng là công pháp nguyên vẹn, quả thực không thể nghi ngờ. Muốn nàng sáng tạo ra một môn tiên vương pháp đó là chuyện vạn lần không có khả năng, thế nhưng nếu như chỉ là phân biệt thật giả của công pháp, như vậy nàng chỉ ít có 9 thành nắm chắc. Bởi vì nếu như không đúng, một khi đọc lên trong đầu nhất định sẽ có chỗ đình trệ. Thiên tài, không, há có thể đơn giản như thiên tài. Chuyện này khiến cho nàng không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung. Nàng chỉ biết bộ công pháp kia rất là trâu bò, nàng cũng không rõ đây thực ra là một bộ tiên vương pháp, nếu không nhất định nàng sẽ vô cùng khiếp sợ. Chương 1928, Cửu chuyển mỹ thế. Bất quá, mọi chuyện cũng khéo, nếu không vô luận đổi lại là bộ công pháp nào, cam đoan cho dù Lăng Hàn dùng thời gian vài ức năm cũng không có khả năng điền ra một chữ. Ai bảo mọi chuyện lại khéo như vậy chứ? Lăng công tử, nhân tình này ta ghi nhớ. Nhu Yêu Nữ cười nói, đây quả thực là một nhân tình lớn. Cho dù nàng xuất ra vài cọng tiên dược cũng không đủ để trả hết nợ. Nếu như nàng biết rõ đây là tiên vương pháp, vậy càng không biết sẽ có biểu lộ như thế nào. Không cần ghi nhớ, lấy thân báo đáp là được. Nữ hoàng đột nhiên mở miệng nói. Nhu Yêu Nữ lập tức xấu hổ, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, nói. Vị muội muội này quả thực thích nói giỡn. Bất quá nếu như ta thực sự gả cho Lăng công tử, liệu muội muội có lo lắng hay không? Lo lắng cái gì, đương nhiên là Lăng Hàn độc sủng, nàng xinh đẹp tận xương như vậy, quả thực là yêu tinh mê hoặc người, chết người không đền mạng. Nào có nam nhân nào sau khi dính vào nàng có thể nhìn nữ nhân khác được chứ? Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nữ hoàng thì không quan tâm, nói, bản công pháp kia là sính lễ, đến đây, theo chúng ta rời đi. Ngươi còn tưởng là thực sao? Sắc mặt Nhu Yêu Nữ cứng đờ, nói, vị muội muội này, nói giỡn cũng nên có chừng mực. Nữ hoàng lại rất kiên trì. Phu quân, bắt người. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, sao nữ hoàng lại đột nhiên hồ đồ như vậy? Nàng làm việc quả thực bá đạo, nhưng chưa bao giờ hồ đồ. Bất quá nơi này chính là chiến hạm của Tố Nữ môn, không biết có bao nhiêu cao thủ bên trên, cưỡng ép bắt người không phải là muốn chết hay sao? Lại nói, vị thánh nữ này nói không chừng là cường giả cấp bậc tứ trảm, ai bắt ai còn chưa nói được. Được rồi, đi thôi. Lăng Hàn kéo tay nữ hoàng. Lúc này nữ hoàng mới không lên tiếng nữa, ra vẻ ta không chấp nhận với ngươi. Nhu Yêu Nữ thiếu chút nữa bộc phát, không ngờ nàng lại bị người ta miệt thị. Nếu đổi lại là một người khác nàng căn bản không thèm để ý, thế nhưng khí thế của nữ hoàng quá bá đạo, lại có khí chất như vậy khiến cho nàng tự giác coi là kình định. Bị miệt thị như vậy khiến cho nàng áp lực rất lớn. Tiễn khách, nàng phất tay, tức giận nói. Lăng Hàn cùng với nữ hoàng đi ra ngoài, Phó Cao Vân thì chờ ở cửa, nhìn thấy hai người đi ra, hắn vội vàng hỏi. Sao rồi, không tệ, Lăng Hàn thuận miệng nói, căn bản không nói tới chuyện vừa rồi. Phó Cao Vân lập tức thở dài một hơi, còn muốn đi vào tạm biệt với Nhu Yêu Nữ, lại bị nữ tử áo trắng kia cản lại, lạnh lùng nói. Thánh nữ nhà ta cần nghỉ ngơi, mời Phó Công Tử về. Phó Cao Vân lập tức ủ rũ, cũng không thể phát tác, đành phải xám xịt cùng với hai người Lăng Hàn rời đi. Thế nhưng Phó Cao Vân ba lượt lên hạc, những người khác đều nhìn vào trong mắt. Bọn hắn đều phỏng đoán, chẳng lẽ nhu yêu nữ kia có vài phần kính trọng với Phó Cao Vân này. Nếu không sao lại xem trọng hắn ta như thế chứ. Trở lại chiến hạc, Lăng Hàn và nữ hoàng tiến vào phòng, hắn lập tức hỏi. Yêu nữ kia có gì không ổn sao? Nữ hoàng thản nhiên cười nói. Phu quân, chàng nhất định phải đoạt được nàng ta. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, thê tử mình không ngờ lại dùng vẻ mặt kiên định, ngữ khí tự nhiên để bảo mình đi theo đuổi một nữ nhân khác. Dù nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Nợ tình của hắn đã đủ nhiều, thực sự không muốn trêu vào thêm nữa. Vì sao? Hắn hỏi, trước đó tuy rằng nữ hoàng đã từng nói muốn thu Lâm Vũ Nhu, thế nhưng đây chẳng qua là trêu đùa một chút mà thôi. Thế nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của nữ hoàng lại rất giống như thật. Nàng là cửu chuyển mị thể, nữ hoàng trịnh trọng nói, sau đó lại bổ sung một câu. Tiên thai, Lăng Hàn lúc này mới cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ngay cả trong tiên vực, tiên thai cũng không phải là mặt hàng thông thường, mà là ít tới thương cảm. Nghe nói Phó Hiểu Vân là tiên thai, thế nhưng Lăng Hàn cũng không phát hiện ra đối phương có chỗ nào thần kỳ. Hiện tại nữ hoàng lại nói nhu yêu nữ là tiên thai. Chàng phải tin thiếp, nữ hoàng dùng ngữ khí khẳng định nói. Đây là trí nhớ trong huyết mạch nói cho thiếp biết, mà cửu chuyển mị thể là một loại truyền thừa vô cùng hiếm thấy, chỉ có bát chuyển mị thể mới có thể sinh ra được. Nữ hoàng hẳn là một vị vương hậu của tiên vương, lại đạt được cửu tử thiên công có chút nguyên vẹn, huyết mạch truyền thừa được kích phát, cũng thu được không ít trí nhớ thuộc về nàng. Đây là tri thức, đối với một ít công pháp tuyệt thế của tiên vực, truyền thừa tuyệt thế và nhận thức về một ít hung địa tuyệt thế. Cửu chuyển mị thể trong tiên thai là tồn tại vô cùng đặc thù, chỉ có bát chuyển mị thể mới có thể sinh ra được. Hơn nữa cũng có khả năng sau khi sinh ra không kế thừa được mị thể, như vậy cũng chỉ có thể dừng lại ở bát chuyển mà thôi. Trên bát chuyển còn có thất chuyển, trên thất chuyển là lục chuyển. Ngẫm lại, như vậy muốn có được cửu chuyển mị thể chẳng những tốn thời gian dài dằng dặc, đồng thời còn có khả năng không sinh ra được. Như vậy muốn có được cửu chuyển mị thể cũng rất khó khăn. Như cổ đạo nhất dùng thập thế tu luyện ra tuyệt thế tiên thai, mà cửu chuyển mị thể độ khó kỳ thực còn siêu việt hơn rất nhiều. Suy nghĩ như vậy, Lăng Hàn lập tức cảm thấy nhu yêu nữ là loại châu bò, cũng khó trách mị thuật của nàng lại mạnh như vậy. Người ta là cửu chuyển mị thể, tiên thai à, thế nhưng coi như là tiên thai, Lăng Hàn gãi gãi đầu, như vậy cũng không cần bắt trở thành thê tử à. Song tu với cửu chuyển mị thể, có thể thông đại đạo thiên địa, tương lai thậm chí còn có thể sinh ra tiên thiên đạo thể, trời sinh tương mới với đại đạo. Nữ hoàng nói, châu bò như vậy sao? Lăng Hàn ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu cười nói, thì sao chứ, ta tin tưởng thực LJWC của mình, không cần song tu. Hắn ôm lấy nữ hoàng, hôn hít đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của nàng. Nữ hoàng như mở cờ trong bụng, hai tay quấn lên cổ Lăng Hàn, dùng sức hôn lại. Đến đây, chúng ta song tu. Lăng Hàn ôm lấy nữ hoàng, tiến vào trong hắc tháp, đột nhiên hắn rất muốn. Sau một phen triền miên, Lăng Hàn đem dịch hỏa thuật truyền cho nữ hoàng, tuy rằng hắn không có cách nào mô phỏng ra những ký hiệu đại đạo đặc thù kia. Bất quá khi trước nữ hoàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua, bởi vậy cũng không thành vấn đề. Chương 1929, đến thăm và khiêu chiến thượng. Hai người dưới gốc luân hồi thụ thảo luận về môn bí thuật này. Thiên Phượng thần nữ thì không chen miệng vào được, chỉ có thể ở bên người Lăng Hàn, có chút an oán. Nàng hiện tại không giúp được Lăng Hàn một chút nào. Lăng Hàn và nữ hoàng là người thiên phú kinh người, rất nhanh đã nắm giữ tương đối với môn bí thuật này. Chỉ là cho dù công pháp tiên vương có cường đại tới đâu cũng giới hạn trong cảnh giới, không có khả năng khiến cho nhị trảm như bọn hắn bộc phát ra chiến lực phân hồn cảnh. Bọn hắn đi ra khỏi hắc tháp, bắt đầu vận dụng vào thực tế. Nếu như trong hắc tháp, ở bên trong là quy tắc mà mỗi bản thân hắc tháp có. Tất cả công pháp đều căn cứ vào đại đạo thiên địa bên ngoài, trong hắc tháp hoàn toàn không thích hợp. Cho nên mới nói, mặc ngươi mạnh mẽ tới đâu, một khi tiến vào hắc tháp cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bởi vì quy tắc khác biệt, coi như ngươi là tiên vương cũng phải trở thành một con gà. Đương nhiên thu tiên vương vào hắc tháp như thế nào lại là một vấn đề lớn. Lại nói, tiên vương đều tự thành một thế giới, đó chính là hai thế giới. Hai loại quy tắc đối kháng, nói không chừng hắc tháp sẽ nổ trước. Nữ hoàng vận chuyển dịch hỏa thuật, lập tức trên tay nàng xuất hiện một đám hỏa diễm. Đây chính là hỏa nguyên thiên địa dùng tiên vương pháp ngưng tụ mà thành. Rất mạnh, nữ hoàng gật đầu nói, tuyệt đối là một môn thuật pháp đỉnh cấp. Lăng Hàn gật đầu, ngay cả hắn cũng cảm ứng được đoàn hỏa diễm kia đáng sợ, hoàn toàn có thể khiến cho khí lực mạnh mẽ của hắn bị dung luyện mất. Đương nhiên thời gian cũng không phải là 2-3 ngày, mà ít nhất cũng phải đơn vị bằng 5. Tay phải hắn chấn động, oanh, đồng thời có một đạo hỏa diễm hình thành. Đây không phải là ngưng tụ hỏa nguyên thiên địa mà hình thành, mà là tới từ trong cơ thể hắn. Cửu thiên hỏa, tâm niệm hắn vừa động, cửu thiên hỏa hóa thành một thanh kiếm lửa, rất sống động. Thân kiếm có ký hiệu đại đạo, nếu như nhìn kỹ, quả thực giống ký hiệu trên công pháp dịch hỏa thuật kia như đúc. Vị tiên vương kia có lẽ đã rút ra ký hiệu đại đạo trong cửu thiên hỏa, khắc vào trong công pháp này. Thực sự là ngưu bức, không ngờ ký hiệu đại đạo như vậy cũng có thể rút ra được. Lăng Hàn nhẹ nhàng vung thanh kiếm lên, vô luận chém tới đâu cũng lập tức chém mọi thứ thành hai phần. Dưới tiên vương pháp, uy năng của cửu thiên hỏa được kích phát thêm một bước. Nếu là hiện tại, ta có lòng tin chiến tứ trảm đỉnh phong. Lăng Hàn cười ha hả, hắn tin tưởng 10 phần. Đương nhiên hiện tại hắn cũng chỉ có thể đối kháng với tứ trảm đỉnh phong tầm thường, nếu như là trảm trần hoàn mỹ. Đoán chừng hắn vẫn còn hơi kém một chút, còn nếu như là trảm thiên địa thành đạo, như vậy đừng nói là tứ trảm. Tam trảm cũng quá sức, phải nhìn xem đối phương là sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá nếu như bị cửu thiên hỏa trực tiếp chém chúng, vậy đừng nói là tứ trảm đỉnh phong, cho dù là cường giả phân hồn cũng phải gặp nạn. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm xôn xao. Lăng Hàn và nữ hoàng đi ra ngoài, chỉ thấy trên chiến hạm không ngờ lại có rất nhiều người xa lạ. Nhưng mỗi một người đều là phong hoa tuyệt đại, có khí thế kinh người. Đây là thiên tài của tất cả đại giáo, thiên kiêu chi tử của các gia tộc. Tuyệt đối đều là vương giả, một thân khí thế không kém Phó Cao Vân, có tự tin vô địch. Phó Cao Vân, nghe nói người có một thủ hạ, Thanh Nhu tiên tử tu bổ một bản công pháp cỏ. Ta có một vị tùy tùng không phục, muốn lĩnh giáo thủ hạ của ngươi một chút. Chỉ nghe một người trẻ tuổi nói. Lăng Hàn nhận ra hắn, chính là Thiên Triệu Điền mấy ngày trước nói muốn gặp Nhu yêu nữ. Cái tên không tốt, Lăng Hàn vô thức đã không thích người này, bây giờ nghe thấy lời đối phương nói, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. Phó Cao Vân vung tay nói, Lăng Hàn là huynh đệ của ta, không phải là thủ hạ. Hắn nghiêm túc cải chính, ha ha, tất cả mọi người không tin, bọn hắn là vương giả, người thừa kế. Nếu như muốn kết giao bằng hữu, như vậy cũng phải sừng đôi trên phương diện thân phận. Theo những người trong Phó gia nói, Lăng Hàn chỉ là một tiểu nhân vật trong thế lực phụ thuộc Phó gia mà thôi. Cao Vân, tất cả mọi người đã muốn gặp vị Lăng Hàn kia, không bằng mời hắn xuất hiện. Mọi người nhìn về phía Phó Cao Vân, hắn là Phó Thải, đương nhiên cũng là người Phó gia. Bất quá thuộc về mạch của Phó Tu Bình, trước đó mạch của Phó Tu Bình không có làm khó dễ, lúc này đột nhiên lại đứng ra. Vô luận là Phó Tu Bình hay là Phó Băng Băng đương nhiên đều hận Lăng Hàn không thể lập tức biến mất. Như vậy 4 người thừa kế mới có thể khôi phục bộ dáng cân đối như trước kia. Ít nhất ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Trước khi gia chủ đương thời thoái vị, bọn họ vẫn có thể cạnh tranh được. Phó Thải là người lĩnh đội đi tìm Long Bí cảnh thuộc mạch Phó Tu Bình. Tu vi tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa ở cảnh giới này đã ma luyện mấy chục ức năm, chiến lực vô cùng đáng sợ, tuyệt đối sẽ không yếu kém hơn bất luận vương giả cùng giai nào, thậm chí còn có khả năng siêu việt. Không có biện pháp, không thể tiến vào phân hồn. Như vậy cũng chỉ có thể liều mạng tăng chiến lực trên cơ sở vốn có mà thôi. Dù sao thọ nguyên vô hạn, dù thế nào cũng có thể tăng lên được. Sắc mặt Phó Cao Vân vô cùng khó coi, những người ngoài này đã đủ làm cho hắn nhức đầu, một người nhà như đối phương chẳng những không giúp hắn phân ưu giải nạn, không ngờ lại còn thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, quá đáng giận. Hắn thực sự muốn dùng một cái tát đánh chết đối phương. Ha ha, ai muốn luận bàn với ta? Lăng Hàn bước qua, nói tới chiến đấu, hắn còn sợ ai sao? Lăng Hàn, mọi người đều nhìn qua, bọn hắn đều nghe nói tới chuyện ngày đó, đoán chừng là Nhu yêu nữ kia cố ý thả tin tức ra. Nếu không các nàng không nói, Lăng Hàn và Phó Cao Vân cũng không mở miệng nói lung tung. Như vậy những người này sao lại biết được tin tức mà nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn chứ? Yêu nữ này lấy oán trả ơn a, chẳng lẽ phải thực sự thu lấy nàng, mỗi ngày đánh mông. Lăng Hàn không khỏi nghĩ tới một màn này trong đầu, không ngờ lại có chút kích động nho nhỏ. Trong lòng hắn lại rùng mình. Tuy rằng ngày đó đè mị lực của Nhu yêu nữ xuống, nhưng mà dường như cửu chuyển mị thể của đối phương cũng không phải là bài trí, lại tu luyện thêm mị công hậu thiên, cho nên hình ảnh đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Chương 1930, đến thăm và khiêu chiến hạ. Không hổ là tiên thai, trong lúc vô tri vô giác làm ảnh hưởng tới hắn. Lăng Hàn ngạo nghễ đứng, nói, không sai, các ngươi ai xếp hàng tới cầu kiến ta? Xếp hàng tới cầu kiến ngươi, mọi người không khỏi tức điên, bọn họ là ai chứ? Ai mà không phải là vương giả đương đại, thánh tử, người thừa kế thế lực tam tinh. Đừng nói là Lăng Hàn, ngay cả Phó Cao Vân cũng không có tư cách để cho bọn hắn xếp hàng đi gặp. Thực sự là cuồng nhân, có người lạnh lùng khiển trách, cần phải giáo huấn một chút, vậy thì tới chơi đùa chút đi, Những người này đều muốn phái ra thủ hạ luận bàn với Lăng Hàn, đương nhiên bọn hắn không có khả năng tự mình ra trận. Thân phận còn ở đó, đương nhiên phải rụt rè. Hừ, nơi này chính là chiến hạm của Phó gia chúng ta, đến phiên các ngươi làm càn hay sao? Phó Cao Vân bất mãn nói, đám người này coi hắn là đồ trang trí thôi sao? Ha ha, luận bàn một chút không có việc gì chứ? Phó Thải cười nói, không có, còn có hai người Phó gia khác phối hợp, đó là người mà Phó Thông Hải, Phó Băng Băng phái ra lĩnh đội. 3-1, coi như Phó Cao Vân là người chính thức thừa kế gia tộc, có phản đối cũng không có hiệu quả. Lăng Hàn cười ha hả, nói, muốn luận bàn với ta cũng được, nhưng mà ta chưa bao giờ ra tay mà để tay trắng trở về. Như vậy đi, đánh bạc chuẩn tiên kim, cầm không ra được thì cút ra cho ta. Nếu như nghèo kiết xác thì thứ cho ta không bồi tiếp. Khó có được cơ hội tốt để phát tài như vậy, những con heo mập này Lăng Hàn ngu sao mà không làm thịt một phen. Đám người Thiên Triệu Điền đương nhiên không sợ, tuy rằng không phải là bọn hắn tự mình ra tay, thế nhưng bên người bọn hắn có người trong gia tộc, trong giáo dốc lòng bồi dưỡng, đều là thiên tài. Không biết đã dừng lại ở tứ trảm đỉnh phong bao nhiêu năm, chiến lược ngay cả bọn hắn cũng thừa nhận không bằng A. Như vậy còn không làm gì được Lăng Hàn sao? Vậy thì tới Huyền Vũ Đài chiến một trận đi. Một người trẻ tuổi ném ra một cái hộp nhỏ, rơi xuống đất lập tức mở ra, nhưng cũng chỉ lớn bằng bàn cờ, giống như một tòa lôi đài vậy. Tòa lôi đài này bị cường giả luyện hóa, tạo thành một kiện thần khí không gian, có thể chiến đấu ở bên trong. Ngay cả cấp bậc trảm trần chiến đấu cũng không thể nào tạo thành chấn động lan tràn ra, có thể nói là một nơi luận bàn rất tốt. Vậy thì ta bêu xấu trước vậy. Thiên Triệu Điền lạnh lùng cười, quay đầu lại nói. Nguyên tộc gia, xin nhờ ngươi một phen. Phía sau hắn, một nam tử trung niên gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn là Thiên Triệu Nguyên, là trưởng bối không biết bao nhiêu đời của Thiên Triệu Điền. Từ rất lâu trước kia đã trở thành tứ trảm, thế nhưng hơn 10 ức năm trôi qua vẫn chưa đột phá phân hồn. Thế nhưng ở tầng tứ trảm trần này, hắn ở Triệu gia có thể xếp vào top 3 chiến lực. Ngay cả Thiên Triệu Điền cũng không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất là trước khi Thiên Triệu Điền đạt tới tứ trảm đỉnh phong. Thiên Triệu Nguyên nhảy lên, rơi vào trong lôi đài nhỏ kia. Lúc hắn tới gần lôi đài nhỏ, thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Khi hắn đáp xuống trên lôi đài nhỏ này thì thân thể đã thu nhỏ lại mấy vạn lần, giống như một con kiến trên lôi đài vậy. Lăng Hàn, tới phiên ngươi. Thiên Triệu Điền nhìn về phía Lăng Hàn, hắn rất không thoải mái. Lúc ấy hắn dẫn đầu đưa ra yêu cầu muốn gặp Nhu Yêu Nữ. Nhu Yêu Nữ đưa ra công pháp không trọn vẹn khảo thí một phen. Ai ngờ Lăng Hàn và Phó Cao Vân có thể gặp được Nhu Yêu Nữ. Lăng Hàn cười ha hả một tiếng, nói, tiền đặt cược đâu, hừ. Thiên Triệu Điền hất tay lên, mấy khối chuẩn tiên kim ném vào trong lôi đài nhỏ, cũng bị thu nhỏ vô số lần. Lăng Hàn cũng không có động mà chỉ nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Tranh thủ thời gian đặt cược đi, bằng không đợi chút nữa ta không tiếp nhận nữa đâu. Còn nữa, một khi đã đặt cược thì không thể lấy lại. Ngươi có thể qua ải thứ nhất sao? Bác Phú Hùng trầm giọng nói, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, cho dù ta bị giày vò cũng sẽ làm trận thứ hai, trận thứ ba. Lăng Hàn cố ý nói như vậy, nếu không bị người ta biết rõ hắn cường đại, vậy hắn còn có thể thu tiền đặt cược sao? Lập tức có mấy người nhìn Lăng Hàn khó chịu lập tức liên tục vứt chuẩn tiên kim xuống. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, chuẩn tiên kim ít nhất phải dùng 2 loại thần thiết đỉnh cấp mới dung hợp chế tạo thành. Hơn nữa số lượng không ít, nếu không cường độ làm sao có thể đạt tới yêu cầu của chuẩn tiên kim. Bởi vậy một khối chuẩn tiên kim, ít nhất cũng có thể tích lớn hơn 1000 khối thần thiết. Còn có ai khác nữa không? Còn có không? Hắn lắc đầu, hắn muốn dựa vào lần này kiếm lớn A. Đáng tiếc không có ai để ý tới hắn nữa, cảm thấy hắn bị đánh 4-5 lần sẽ mất mạng cho nên không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian trên người hắn. Lăng Hàn không khỏi thở dài, mới thu được hơn 10 khối chuẩn tiên kim, không đủ dùng A. Thắng cũng không vui nha, ngươi có đánh hay không? Thiên Triệu Điền có chút không kiên nhẫn nói, thời gian của những vương giả như bọn hắn quý giá tới bực nào, sao có thể không công lãng phí như vậy chứ? Nể mặt các ngươi đưa nhiều lễ như vậy, ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Thân thể Lăng Hàn nhảy lên, lọt vào trong lôi đài nhỏ. Phía trước hắn, Thiên Triệu Nguyên đang chắp tay mà đứng. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều nhìn vào trận chiến bên trong, dùng thị lực của bọn hắn đương nhiên không cần tới quá gần lôi đài nhỏ này. Hơn nữa nếu như gần quá, ngươi cản ta, ta cản ngươi, như vậy sẽ không nhìn thấy rõ lắm. 3 chiêu, Thiên Triệu Nguyên ngạo nghễ nói. Lăng Hàn ra vẻ tùy ý nói, tuy rằng ta rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là nhị trảm. Muốn 3 chiêu đánh bại một tứ trảm rất là khó khăn, không bằng chúng ta đánh thêm mấy chiêu nha. Ngoá, Thiên Triệu Nguyên lập tức trắng mắt, hắn muốn 3 chiêu tiêu diệt Lăng Hàn, tại sao đối phương lại hiểu theo chiều hướng khác vậy? Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thực là to gan lớn mật, bất quá ngươi nói bậy với ta như vậy có ý nghĩa gì sao? Nhị Trảm cũng dám đánh với hắn, nhổ vào, hắn ra tay, oanh một cái, đánh ra một chưởng về phía Lăng Hàn. Kình phong rít gào, hóa thành mấy trăm đạo quy tắc đâm về phía trước, dùng xu thế trời sập rơi xuống. Lăng Hàn không dám khinh thường, hắn nghe nói tất cả thế lực lớn đều có những cường giả tứ trảm lâu năm, thậm chí còn có trảm trần hoàn mỹ, trải qua vô số năm tích lũy, chiến lực rất mạnh. Chương 1931, hai quái vật. Hai tay hắn tại thành quyền, liên tục xuất kích, phanh phanh phanh, liên tiếp đối kháng, thân thể Lăng Hàn lùi lại. Trong lúc chính diện đối kháng, quả nhiên hắn không phải là đối thủ của tứ trảm đỉnh phong. Thiên Triệu Nguyên này là tứ trảm tầm thường, nhưng mà cũng cách trảm trần hoàn mỹ một bước không xa. Dưới tích lũy qua vô số năm, chiến lực của hắn thực là đáng sợ. Thực sự là nhị trảm. Thiên Triệu Nguyên nhướng mày, Lăng Hàn vừa ra tay là hắn có thể cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn, đây quả thực là nhị trảm. Hắn đã từng đi qua quá trình này, nếu như không thể đoán được tu vi của Lăng Hàn, quả thực hắn nên tìm tảng đá đập đầu chết cho xong. Thế nhưng một nhị trảm không ngờ lại có thể chính diện đối kháng với hắn mà chỉ rơi vào hạ phong. Phải biết rằng tứ trảm đối với nhị trảm chính là miểu sát. Cho dù là vương giả cũng không phải là ngoại lệ, đây là quái vật gì chứ? Hết, ngoài lôi đài, chúng vương giả cũng vô cùng ngưng trọng. Chiến lực của bọn hắn đều chắc tuyệt vô cùng, có thể vô địch cùng giai. Mà lúc đạt tới cảnh giới đỉnh phong, ví dụ như nhị trảm, cho dù là tam trảm sơ kỳ cũng không phải là không thể chống lại. Có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới sao? Nhất định sẽ bại, hơn nữa còn bị nghiền áp, căn bản không có chỗ chống cự, lập tức rơi vào thế hạ phong. Chỉ dày vò chừng hơn 10 trăm chiêu là bị đánh bại. Thế nhưng tên này, quả thực là biến thái a. Đúng lúc này một mùi thơm vang lên, một giai nhân tuyệt sắc cũng lặng lẽ đi tới, mang theo vẻ lười biếng vô cùng, mái tóc xanh uốn lùa uên, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp tới mức không có cách nào hình dung. Nhu tiên tử, người bốn phía liên tục quay đầu lại, nhìn về phía mỹ nhân tuyệt sắc mà gọi. Trong mắt đều hiện lên vẻ ái mộ không thể che giấu. Nhu yêu nữ, trước mặt nàng đương nhiên không có ai sẽ gọi là nhu yêu nữ. Thế nhưng trong suy nghĩ của đại bộ phận người, đó chính là một đại yêu nữ chính chống, cướp đi tâm tư của bọn hắn, câu đi hồn của bọn hắn. Đang nhìn cái gì mà náo nhiệt như vậy? Nhu yêu nữ cười nói, phong tình vạn trùng. Mọi người vội vàng giới thiệu, nhu yêu nữ ồ lên một tiếng, có chút hăng hái ngồi xuống xem. Nàng rất ngạc nhiên với Lăng Hàn, một người trong vòng nửa ngày ngắn ngủi có thể tu bổ hết một bộ công pháp thượng cổ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không bị mị công của nàng làm ảnh hưởng. Làm cho nàng tò mò muốn biết nội tình của Lăng Hàn. Bởi vậy nàng cũng cố ý tiết lộ tình huống lúc đó, biết rõ đám người Thiên Triệu Điền nhất định sẽ tới gây phiền toái cho Lăng Hàn. Như vậy nàng sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt, thuận tiện tìm hiểu rõ nội tình của Lăng Hàn. Định lực của ngươi mạnh như vậy, ngộ tính mạnh như vậy chiến lực sẽ thế nào đây? Chỉ nhìn mấy chiêu, trên mặt nàng hiện lên vẻ nghiêm túc. Quá mạnh mẽ, chỉ là nhị trảm không ngờ lại có thể miễn cưỡng chống lại tứ trảm đỉnh phong. Phải biết rằng Thiên Triệu Nguyên cũng không phải là tứ trảm đỉnh phong tầm thường, mà là người đã lắng đọng bao nhiêu năm trong cảnh giới này. Thực lực mạnh mẽ có lẽ không kém vương giả cùng giai. Nói cách khác, hiện tại Lăng Hàn có tư cách đối kháng với vương giả tứ trảm. Cho dù mỗi một chiêu Lăng Hàn tiếp đều quá sức, thế nhưng hắn lại không bị tổn thương một chút nào. Vừa mới lui về sau lại lập tức dùng tốc độ như sấm sét giết trở lại, giống như thân thể là một mũi tên vậy. Tại sao lại có quái vật như vậy chứ? Có hứng thú với phu quân ta như vậy sao? Nữ hoàng không biết từ lúc nào đã chạy tới. Tuy rằng Lăng Hàn nói không muốn gây thêm nợ tình, nhưng mà nàng vẫn nhớ mãi không quên nhu yêu nữ là tiên thai. Nếu như song tu với Lăng Hàn, như vậy có thể trợ giúp Lăng Hàn bay cao. Trong mắt nàng, Lăng Hàn là người đầu tiên. Nhu yêu nữ hừ một tiếng, không trả lời, cũng không thừa nhận. Tâm hồn thiếu nữ của nàng quả thực đã rung động một chút. Nhưng mà chỉ bằng như vậy cũng muốn nàng động tâm, như vậy cũng quá nực cười. Hừ, loại người thân phận đê tiện như vậy cũng dám ngấp nghé nhu tiên tử sao? Thiên Triệu Điền cười suy, nói, thực sự là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Xoát, vừa dứt lời, chỉ thấy một bàn tay trắng như tuyết đã vung về phía mặt hắn, vừa nhanh vừa nặng. Thiên Triệu Điền kinh hãi, vội vàng bắn người trở lại, cơ hồ là dùng toàn lực. Phanh, bong chiến hạm rộng bao nhiêu chứ? Hắn lập tức đụng vào tường, toàn thân bị va chạm mà run lên. Đây chính là chiến hạm cấp bậc tiên phủ, cho dù là tài liệu bên ngoài cũng là chuẩn tiên kim lục tinh, có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả tiên phủ. Mà kết cấu bên trong tuy rằng kém một chút, nhưng cũng là chuẩn tiên kim nhị tinh, sao Thiên Triệu Điền có thể xuyên qua được chứ? Bởi vậy va chạm lần này khiến cho đầu hắn đầy sao, hôn mê. Nữ hoàng chậm rãi thu tay lại, mục tiêu của nàng là dọa cho Thiên Triệu Điền nhảy dựng lên, khiến cho đối phương mất mặt. Nếu không muốn nàng dùng tay vả đối phương, nàng còn ngại bẩn tay a. Mọi người không khỏi kinh hãi, nhìn sang nữ hoàng, giống như vừa mới phát hiện ra nàng vậy. Quả thực là như vậy, bởi vì trước đó lực chú ý của mọi người đều đặt lên trên người Lăng Hàn. Về sau Nhu Yêu Nữ tới, lực chú ý lại đặt lên trên người Nhu Yêu Nữ. Mãi tới lúc này bọn hắn mới phát hiện ra dáng người của nữ hoàng hoàn mỹ như vậy, khí chất cao quý như thế. Dù nữ hoàng còn che mặt, nhưng mà tất cả mọi người lại có cảm giác nàng khó phân cao thấp với Nhu Yêu Nữ. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, thực lực nữ nhân này rất cường đại, không ngờ lại có thể khiến cho Thiên Triệu Điền chật vật như vậy. Tuy rằng nàng ra tay bất ngờ, nhưng mà Thiên Triệu Điền chẳng những là tam trảm, hơn nữa lại là vương giả đương đại. Nữ hoàng là tứ trảm sao? Chỗ đáng sợ cũng ở ngay chỗ này, nàng chỉ là nhị trảm. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều nhìn vào trên người nữ hoàng, ngay cả mị lực của Nhu Yêu Nữ thoáng cái cũng giảm xuống phân nửa, bị nữ hoàng đoạt đi danh tiếng. Nếu như đổi lại là một người khác, bị nhiều vương giả nhìn như vậy nhất định sẽ khẩn trương, sợ hãi. Thế nhưng nữ hoàng lại không thèm để ý, nàng chỉ bẽ nghễ nhìn Thiên Triệu Điền, điềm nhiên nói. Phu quân của ta há là người ngươi có thể chửi bới. Bị nữ hoàng lạnh lùng nhìn vào như vậy, Thiên Triệu Điền sửng sốt, nhưng lại không có một chút phản cảm nào. Hắn chỉ cảm thấy bị nữ hoàng trách cứ cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi nhìn xem, người khác ngay cả tư cách khiến cho nữ hoàng mở miệng cũng không có. Chương 1932, dạy dỗ. Phi phi phi, sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Thiên Triệu Điền dùng mình, hắn là vương giả đương đại a, cũng không phải là người thường, sao lại bị người ta miệt thị, trong lòng còn có cảm giác hạnh phúc cơ chứ? Thế nhưng nhìn tư thế hoàn mỹ của nữ hoàng, hắn không thể đề lên chút lửa giận nào, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Cô nương, lời ta nói chẳng lẽ không phải là thật sao? Soát, nữ hoàng lần nữa ra tay, đánh ra một chưởng. Lần này Thiên Triệu Điền có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không chật vật bị đánh, mà giơ tay lên đón đỡ. Phanh phanh phanh, bọn hắn đại chiến ngay trên bong chiến hạm, may mà vách khoang đủ kiên cố, chống lại lực lượng của bọn hắn oanh kích. Thế nhưng những cái bàn, ly, bức họa, toàn bộ đều bị kình phong quét qua, đánh thành bụi phấn. Dừng tay, mọi người đều vội vàng khuyên can, trong không gian hẹp như vậy xảy ra chiến đấu, bọn hắn cũng không thể ra tay chống đỡ. Như vậy rất dễ tạo thành một trận hỗn chiến, bọn hắn đều là cấp bậc vương giả, một khi xảy ra hỗn chiến, như vậy chết người là chuyện tuyệt đối rất bình thường. Nữ hoàng tùy hứng, làm sao có thể nghe người khác nói được chứ? Nàng tiếp tục ra tay, mọi người không có cách nào, đành phải liên thủ trấn áp Thiên Triệu Điền. Phanh phanh phanh, nữ hoàng căn bản không thèm nói đạo lý, liên tục đánh 7 cái tát trên mặt Thiên Triệu Điền mới dừng tay. Lại còn ra vẻ ta xem thường ngươi, không thèm nói một câu nào. Quá kiêu ngạo, thế nhưng lại mê người như vậy. Mọi người nhìn nữ hoàng, lại nhìn Nhu Yêu Nữ, chỉ cảm thấy khó có thể lựa chọn. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình, nhưng mà đều mê người cực kỳ. Đáng giận, hai tay hai chân Thiên Triệu Điền đều bị người ta giữ chặt, đành phải nhớ kỹ 7 cái tát của nữ hoàng vào trong lòng. Nhưng mà không phải là bị bàn tay nữ nhân này đánh trúng, mà là nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay. Nếu không, ít nhất hắn cũng có thể an ủi cho mình một chút, sinh ra tiếp xúc da thịt với nữ hoàng. Hắn muốn tái chiến, thế nhưng bị nhiều người nắm chặt như vậy, làm sao có thể thành công được chứ? Chỉ có thể tức giận tới thổ huyết mà thôi. Một lúc sau hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn chịu thiệt, thế nhưng Lăng Hàn chống lại Thiên Triệu Nguyên cũng chịu thiệt, lại còn thảm hơn hắn. Thù này báo từ trên người Lăng Hàn lại là được rồi. Nghị lực của nữ hoàng vô cùng lớn, khiến cho Thiên Triệu Điền dù bị đánh cũng không thể trực tiếp trả thù. Lúc này mọi người mới buông Thiên Triệu Điền ra, sau đó lại vây quanh lôi đài nhỏ, quan sát chiến đấu. Sau đó toàn bộ đều ồ lên, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì hiện tại thế cục không ngờ lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Lăng Hàn mang theo một thanh kiếm, đang đánh kịch liệt với Thiên Triệu Điền, chỉ là lại không rơi vào trong thế hạ phong. Làm sao có thể, đương nhiên là có khả năng, sau khi tiên ma kiếm tăng lên tới chuẩn tiên kim nhị tinh, chiến lực sao có thể địch lại nổi Lăng Hàn cơ chứ? Đây chính là tiên khí tương lai, có thể không nghiêu bức hay sao? Một người một kiếm liên thủ, uy lực kinh người, bất quá bằng vào điểm này còn chưa đủ để đánh bại Thiên Triệu Nguyên. Các loại tiên thuật của Lăng Hàn liên tục xuất hiện, 6 tay vận chuyển, phóng trục thuật, diệt thế lôi đình, cực giả ám chỉ, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, lại phối hợp với điện thiểm, một người giống như hóa thành trăm ngàn, đánh về phía Thiên Triệu Nguyên. Dù là như vậy, Thiên Triệu Nguyên vẫn có thể thong dong ứng đối. Mấy chục ức năm tu luyện cũng không phải nói chơi a. Không dùng Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy chẳng lẽ không thắng được sao? Đây là lời nói trong lòng của Lăng Hàn, đây là đại chiêu lật ngược thế cờ của hắn, không dám sử dụng một cách đơn giản. Dù sao đây chỉ là luận bàn, hiện tại nếu như dùng, những người bên ngoài sẽ có chuẩn bị. Ngày sau nếu như giao chiến với bọn hắn sẽ không phát huy được hiệu quả bất ngờ. Ngàn vạn lần không nên xem thường một vị vương giả a. Như vậy cứ đánh như vậy đi, dù sao khí lực của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy. Thế nhưng chỉ cần Thiên Triệu Nguyên có một tia sơ sẩy, bị Tiên Ma kiếm chém trúng, như vậy hoàn toàn có thể khiến cho đối phương nếm mùi đau khổ. Ầm ầm, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm chấn động cực lớn. Người trong khoang thuyền nhìn nhau, vội vàng chạy ra, đi ra tới bên ngoài bong thuyền. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện hai chiếc chiến hạm cực lớn. Chiến hạm của bọn hắn cũng khá lớn, thế nhưng so với hai chiếc chiến hạm này lại lập tức trở nên nhỏ nhoi. Chỉ lớn bằng 1/10 của người ta. Chiến hạm cấp bậc Thăng Nguyên, thế lực tứ tinh, trên mặt vương giả trẻ tuổi đều biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả thực sau khi Tiềm Long bí cảnh mở ra đã từng có thế lực tứ tinh giá lâm, thậm chí còn có Tiên Vương đại giáo, gia tộc phái người tới đây. Nhưng mà đây là chuyện rất nhiều năm trước đó, ít nhất vài ức năm ẩn đây đã không có thế lực tứ tinh nào phái người tới nữa. Không ngờ lần này lại có thế lực tứ tinh giá lâm. Đừng nhìn thế lực tam tinh và thế lực tứ tinh chỉ chênh lệch một tinh. Nhưng mà nếu thế lực tứ tinh muốn tiêu diệt một thế lực tam tinh, như vậy chỉ cần xuất động một cường giả Tam Nguyên cảnh hay là một chiến hạm cấp bậc Thăng Nguyên là có thể đơn giản làm được. Ngươi nói thế lực tam tinh vì sao không mua một chiếc chiến hạm cấp bậc Thăng Nguyên sao? Ha ha, thứ nhất, giá tiền này căn bản thế lực tam tinh không chịu được. Thứ hai, cho dù thế lực tam tinh này có đủ tài phú tích lũy từ vô số đời, có thể mua được. Nhưng mấu chốt là người ta sẽ không bán. Thế lực tam tinh có thể mua chiến hạm cấp bậc Trảm Trần, Phân Hồn, Tiên Phủ. Thế lực nhị tinh có thể mua chiến hạm Trảm Trần, Phân Hồn. Bởi vậy chiến hạm cấp bậc Thăng Nguyên chỉ có thế lực tứ tinh, ngũ tinh mới có thể mua được. Đây là đặc quyền của cường giả, trọng binh các tuyệt đối sẽ không phá hư kết cấu thế lực. Trước mặt thế lực tứ tinh, mặc cho bọn hắn là thánh tử, thánh nữ, người thừa kế gia tộc thì thế nào chứ? Chỉ có thể cúi đầu mà thôi, không biết là nhà nào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trên chiến hạm có bố trí sát trận, căn bản không cách nào nhìn thẳng vào được. Trừ phi tu vi của ngươi đủ cường đại. Chiến hạm dừng lại, rõ ràng chỉ có hai chiếc, thế nhưng lại tạo thành một cái bóng rất lớn, bao phủ tất cả chiến hạm bên dưới. Chỉ bằng điểm này cũng đã biểu lộ rõ khí phách của thế lực tứ tinh. Chương 1933, Thánh tử chính thức. Thế nhưng hơn 10 chiếc chiến hạm phía dưới căn bản không dám có chút ý kiến nào. Nếu như cả hai giao chiến chẳng khác nào một vị cường giả Thăng Nguyên cảnh ra tay đối đầu với 10 tiên phủ cảnh, vị cường giả Thăng Nguyên cảnh kia có thể lập tức đuổi giết hơn chục tiên phủ cảnh. Trong tiên vực, không, tại bất kỳ nơi nào, thực lực đại biểu cho tất cả. Siêu siêu, trên chiến hạm có một nam một nữ đi ra. Nam thân mặc y phục màu trắng, toàn thân có sấm sét quấn quanh, đây không phải là sấm sét bình thường mà là thiên lôi. Chỉ là một sinh linh, sao lại có thiên lôi quấn quanh chứ? Hai mắt nữ hoàng lập tức siết chặt, đây là tiên thai, trời sinh lôi thể. Rốt cuộc là thế nào? Sao bây giờ tiên thai lại trở nên không đáng tiền như vậy chứ? Nàng nhìn về phía nữ tử còn lại, đôi mắt không khỏi siết chặt lại. Nữ tử này một thân y phục màu đỏ, tư thế oai hùng bừng bừng, mái tóc đen nhánh, dài. Khuôn mặt cực kỳ động lòng người, hoàn toàn không dưới nhu yêu nữ, chỉ là nàng không tu luyện mỹ thuật, lại là trời sinh mỹ thể, nếu nói tới sức hấp dẫn thì thua không chỉ một bậc. Dù là như vậy nàng cũng có thể coi như là cực phẩm mỹ nhân. Đây không phải là nguyên nhân khiến cho hai mắt nữ hoàng siết chặt, không có xinh đẹp động lòng người như nàng, vậy tại sao lại có thể khiến cho nàng giật mình cơ chứ? Thứ nàng khiếp sợ chính là bản thân nữ tử này, người đứng ở nơi đó nhưng lại giống như là hư ảnh, là mộng. Không thể nắm bắt, xa không thể chạm tới. Không linh tiên thai, lại là một tiên thai, hơn nữa lại hiếm thấy vô cùng, chính là thuộc tính không gian. Ở chỗ này không ngờ lại xuất hiện 4 tiên thai, cực kỳ không thể tin nổi. Thánh tử, không biết là ai đột nhiên kêu lên tiếng, thanh âm cũng run rẩy. Vương giả có lẽ không sợ, nhưng lúc này thanh âm không ngờ lại run rẩy. Như vậy rốt cuộc bọn họ khiếp sợ tới tình trạng nào chứ? Hết, bị nhắc nhở như vậy, những người khác sau khi cân nhắc một lát, cũng có vẻ kinh ngạc. Thánh tử Lôi Vân Điện, mà Lôi Vân Điện là thế lực Tiên Vương, như vậy cũng không có gì là kỳ quái, muốn trở thành thánh tử của đại giáo Tiên Vương, không phải tiên thai thì không có tư cách ngồi trên vị trí như vậy. Chỉ là hắn tuyệt đối thật không ngờ lần đi Tiềm Long bí cảnh này lại có thể hấp dẫn thánh tử của một đại giáo Tiên Vương. Tử Hà Băng Vân, lại có người nhìn chằm chằm vào mỹ nữ mặc y phục màu đỏ, run giọng nói. Tử Hà là một gia tộc không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm, mà người sáng lập ra gia tộc Tử Hà đến nay vẫn còn sống, là tồn tại bất hủ, vô địch vương tiên vực. Đúng vậy, Tử Hà gia cũng là thế lực cấp tiên vương. Gặp quỷ rồi, lại có hai truyền nhân của hai thế lực cấp tiên vương đồng thời tới đây, khó trách lại dùng tới chiến hạm tứ tinh. Tiên vực cũng không có chiến hạm ngũ tinh, bởi vì không có ai tạo ra được, tiên vương là mạnh nhất, trừ bổn nguyên do thiên địa dưỡng dục ra, ai có thể địch nổi chứ. Đây chính là hai vị vương giả chân chính, không chỉ là thực lực mà còn có bối cảnh. Lạc Hoàn quét qua mặt mọi người, nở nụ cười vô cùng hòa ái, sau đó nói. Chư vị, ta và Băng Vân tiên tử không có quấy rầy chư vị đó chứ? Không, không có, tất cả mọi người đều vội vã lắc đầu, cho dù có, ai dám nói ra cơ chứ? Nghe nói nơi này có bí cảnh sắp mở ra, vừa vặn ta và Băng Vân tiên tử đều đi ngang qua cho nên không bằng cũng nhân cơ hội lịch lãm rèn luyện một chút. Lạc Hoàn cười nói, thực sự hắn không ra vẻ thánh tử gì cả. Nhưng nếu như ai thấy vậy lại cho rằng hắn dễ nói chuyện vậy thì quá ngây thơ. Cũng chỉ có hắn mới tùy ý nói một bí cảnh như vậy. Phải biết rằng Tiềm Long bí cảnh hung hiểm vô cùng, động cái là nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng hắn lại nói đi ngang qua, thuận tiện vào lịch lãm rèn luyện một chút. Thấy Lạc Hoàn hiền hòa như vậy, vẻ mặt mọi người vốn khẩn trương lúc này cũng dần dần trầm tĩnh lại. Liên tục nói chuyện, kéo quan hệ với Lạc Hoàn. Đây chính là thánh tử đại giáo tiên vương a, nếu như được đối phương thưởng thức, như vậy hắn sẽ triệt để ngồi vững trên vị trí thánh tử, là người thừa kế. Lạc Hoàn rất hiểu nói chuyện, đối với ai cũng nhẹ nhàng cười. Bất quá Tử Hà Băng Vân thì cao ngạo hơn rất nhiều, đối với ai cũng lãnh đạm, keo kiệt, ít lời. Vị này chính là Nhu tiên tử sao? Lạc Hoàn nhìn về phía Nhu yêu nữ, dù hắn là thánh tử của đại giáo tiên vương vẫn phải lộ ra vẻ kinh diễm. Nụ cười trên mặt cũng ngày càng mãnh liệt. Nhu tiên tử quả thực là đẹp như tiên nữ, xinh đẹp như hoa đào, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phụ danh tiếng. Nhu yêu nữ chỉ rụt rè cười cười, nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Ngàn vạn lần không thể vì đối phương nói một câu mà chủ động yêu thương nhung nhớ. Nàng chỉ tu luyện mị công, cũng không phải là danh kỹ thanh lâu. Hiển nhiên Lạc Hoàn đối với Nhu yêu nữ vô cùng có hứng thú. Tuy rằng nói chuyện với mọi người, nhưng mà 10 câu của hắn thì chỉ ít có tới 3 câu là nói với Nhu yêu nữ. Trình độ bất công có thể thấy được 1-2, chuyện này mọi người cũng có thể hiểu được, vưu vật xinh đẹp như vậy ai mà không muốn nạp làm thiếp thất cơ chứ? Những người nơi này ai mà không muốn theo đuổi Nhu yêu nữ chứ? Cả đám ghen tuông, cho nên cũng có vài phần lạnh nhạt với Lạc Hoàn. Lại nói, bọn họ đều là vương giả đương đại, bình thường chỉ có người khác vỗ mông ngựa bọn hắn, quả thực bọn hắn cũng không hiểu am hiểu nịnh nọt người khác. Bởi vậy bầu không khí dần dần trở nên lạnh nhạt, Lạc Hoàn mỉm cười, đột nhiên nói. Bí cảnh còn chưa mở ra, không bằng tới luận bàn một chút a. Ngươi cũng dùng chiêu này sao? Mọi người chạy tới đây cũng là bởi vì Nhu yêu nữ, mượn danh nghĩa luận bàn cho Lăng Hàn biết mặt một chút. Nhưng mà bây giờ Lạc Hoàn đã mở miệng muốn luận bàn, hiển nhiên là có dụng ý khác. Muốn mượn danh nghĩa luận bàn, khoe khoang với Nhu yêu nữ. Nói tới bối cảnh không ai so được với Lạc Hoàn, nhưng mà thứ so lúc này lại là thực lực a. Thân là vương giả, ai lại cho rằng mình sẽ yếu hơn kẻ khác cơ chứ? Lập tức tất cả mọi người kích động, Lạc cười nhạt một tiếng, nói, ta vừa mới tiến vào tam trảm, như vậy đi, tam trảm, tứ trảm có thể khiêu chiến ta. Dưới tam trảm thì thôi đi, tại Hạ Thiên Triệu Điền, tam trảm đỉnh phong xin thánh tử chỉ giá. Chương 1934, uy của Lạc Trường Phong thượng. Thiên Triệu Điền lại dẫn đầu khiêu chiến, lúc trước hắn bị nữ hoàng đánh cho rất thảm, hiện tại rất bức thiết vãn hồi lại mặt mũi. Đương nhiên cho dù hắn có thể đánh bại được Lạc thì cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Duy trì cục diện không phân cao thấp là được, như vậy hắn cũng có mặt mũi, lại không khiến cho Lạc mất mặt khó chịu nổi. Lạc chắp tay, nói, ra tay đi. Thiên Triệu Điền có chút không cam lòng, mọi người cùng là tam trảm, hơn nữa ngươi là tam trảm sơ kỳ, ta lại là tam trảm đỉnh phong. Không ngờ ngươi lại hung hăng càn quấy như vậy, hắn khẽ quát một tiếng, bí pháp vận chuyển, mở mồm phun ra một đám mây, hóa thành chiến nhận, chém về phía Lạc. Thân thể Lạc thoáng động, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỉ cảm thấy một quyền của Lạc đã đánh vào trên đám mây, trực tiếp đánh vỡ. Sau đó nhanh chóng tiến vào, phanh một cái, một quyền đánh vào mặt Thiên Triệu Điền. Một quyền này đánh thực sự quá nhanh, Triệu Thiên Điền quả thực không có một tia đề phòng nào, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lạc thu hồi nắm tay, thản nhiên nói. Tiếp theo, khí phách vô cùng, dưới một kích này, tất cả mọi người khiếp sợ, da đầu run lên. Phải biết rằng Thiên Triệu Điền là vương giả trẻ tuổi a. Đây là khái niệm gì chứ? Cùng giai hắn là vô địch, gặp phải vương giả khác cũng có thể ngang tài ngang sức. Ít nhất phải mấy vạn chiêu mới có thể phân ra được cao thấp. Nhưng mà bây giờ thì sao? lại bị Lạc lấy yếu chống mạnh, một chiêu đã thua. Muốn làm được chuyện này cần sai biệt thực lực bao nhiêu chứ? Sao lại mạnh như vậy? Nữ hoàng nhíu mày, chiến ý hừng hực. Đây là tuyệt thế vương giả Trảm Thiên Địa thành đạo, cho nên chiến lực mới có thể mạnh như vậy được. Có thể vượt qua một tiểu cảnh giới cũng không có địch thủ. Hơn nữa đối phương lại là tiên thai, nếu như bộc phát uy năng của tiên thai, như vậy chiến lực còn mạnh mẽ hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn không ai ứng chiến, cùng là cấp bậc thánh tử, cùng là vương giả trẻ tuổi, thế nhưng chiến lực lại như trời và đất. Đây chính là thánh tử mà Đại Giáo Tiên Vương bồi dưỡng được a. Hai mắt của Nhu Yêu Nữ tỏa sáng, có câu nói gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, tại tiên vực, mỗi người đều sùng kính cường giả, ai cũng không phải là ngoại lệ. Đương nhiên Nhu Yêu Nữ cũng sùng kính cường giả, nói thật, muốn lấy được tâm hồn thiếu nữ của nàng, như vậy tối thiểu nhất cũng phải trong đồng cấp chiến đấu đánh bại nàng. Thế nhưng muốn làm được điểm ấy, rất khó khăn, bản thân nàng là vương giả, hơn nữa lại là tiên thai, ngay cả Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh trước mặt nàng cũng chỉ có thể xưng thần. Chỉ là Tố Nữ môn từ trước tới tay chuyên dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện, cũng không cần dùng nắm đấm. Bởi vậy nàng rất ít khi ra tay, Lạc, nếu như chiến một trận cùng giai tuyệt đối mạnh hơn nàng. Chênh lệch không nhỏ một chút nào, chuyện này đương nhiên khiến cho trong lòng nàng nổi lên rung động. Đúng lúc này thân ảnh của một nam nhân khác xâm nhập vào trong đầu của nàng. Lăng Hàn, Nhu Yêu Nữ không tự giác so sánh hai người với nhau. So bối cảnh, như vậy Lạc Trường Phong đã là đỉnh tiêm trong thiên hạ. Có ai còn có thể có bối cảnh cao hơn thánh tử của Đại Giáo Tiên Vương cơ chứ? Mà Lăng Hàn thì sao? Chỉ là một khách khanh của thế lực tam tinh, đây là nói dễ nghe một chút. Kỳ thực chỉ là một tùy tùng, sao có thể so được chứ? Luận tu vi, Lạc Trường Phong còn mạnh hơn nữa. Tam trảm, mà Lăng Hàn chỉ là nhị trảm. Thế nhưng nếu nói tới thiên phú võ đạo, Lăng Hàn tuyệt đối không thua kém hơn đối phương. Nói tới ngộ tính, sức sáng tạo, ít nhất hiện tại Lăng Hàn cũng toàn thắng. Chỉ có 1 giờ đã có thể thu bổ hết một bộ kỳ công thượng cổ, chuyện này kinh người tới cỡ nào chứ? Mấy ngày nay nàng cũng tu luyện môn dịch hỏa thuật kia một chút, mặc dù chỉ nắm giữ một tia da lông, nhưng mà lại bị môn công pháp này làm cho rung động thật sâu. Tuyệt đối siêu việt bất luận một môn công pháp nào từ trước tới nay nàng từng học. Nói cách khác, ít nhất cũng là cấp bậc thăng nguyên. Nghĩ xem, như vậy ngộ tính của Lăng Hàn kinh người tới cỡ nào chứ? Tên này rất có khả năng tấn thăng lên thăng nguyên cảnh. Trở thành tiên vương rất khó khăn, đừng nhìn Lạc Trường Phong là thánh tử Đại Giáo Tiên Vương. Thế nhưng ngày sau khả năng tấn chức lên tiên vương gần như là vô hạn bằng không. Khả năng lớn nhất là trở thành cường giả cấp bậc thăng nguyên. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn lại hoàn toàn không thua Lạc Trường Phong. Dù sao võ đạo cuối cùng vẫn phải nhìn thực lực bản thân. Lạc Trường Phong đảo qua mặt mọi người một vòng, rất hài lòng khi Nhu Yêu Nữ đang nhếch cái miệng nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt sáng quắc. Nhưng khi đảo qua nữ hoàng, hắn không khỏi sững sờ, Nữ nhân này khiến cho hắn có cảm giác cao thâm mặt chắc. Thậm chí còn có thể khiến cho tiên thai như hắn cũng rung động lắc lư một cách khó hiểu. Giống như lúc nhìn thấy Nhu Yêu Nữ vậy, chẳng lẽ nàng ta cũng là tiên thai? Hắn là thánh tử của Đại Giáo đỉnh cấp, đương nhiên biết rõ một chuyện. Thứ có thể khiến cho tiên thai hắn sinh ra rung động, như vậy rất có khả năng đối phương cũng là tiên thai. Đây là một loại cộng minh của đạo pháp, hơn nữa tư thái của nữ nhân này cũng quá hoàn mỹ. Tuy rằng dung nhan không lộ ra, nhưng mà khí chất tuyệt hảo, khiến cho tim hắn cũng phải đập thình thịch. Không ngờ hiện tại hắn mới phát hiện ra nữ nhân này. Lạc Trường Phong thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng rồi nói. Tiếp theo là ai? Mọi người nhìn nhau, ra vẻ không có ai muốn ứng chiến. Thiên Triệu Điền là tam trảm đỉnh phong, hơn nữa lại là vương giả đỉnh cấp. Thế nhưng hắn ta lại không phải là đối thủ của Lạc Trường Phong, vậy cho dù đổi lại là tứ trảm sơ kỳ, trung kỳ thì thế nào? Đoán chừng cũng rất khó là đối thủ của đối phương. Bởi vậy, cuối cùng ánh mắt mọi người dừng lại trên thân 3 người, Bắc Phú Hùng, Lâm Phương và Đằng Sâm. Bọn họ đều là tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa đều là vương giả. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào đối phó với Lạc Trường Phong, như vậy Lạc Trường Phong quả thực vô địch trong trảm trần. Chuyện này ngẫm lại cũng khiến cho da đầu người ta run lên, phải biết rằng Lạc Trường Phong hiện tại chỉ là tam trảm, hơn nữa còn vừa vặn bước vào tam trảm, không ngờ lại có thể mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trảm Thiên Địa, có vương giả thấp giọng nói, mang theo một tia kính sợ. Trảm Thiên Địa, ba chữ này đối với đám người Phó Cao Vân, Bắc Phú Hùng tuyệt đối không lạ lắm, bởi vì bọn họ đều đã nghe nói qua. Chương 1935, uy của Lạc Trường Phong hạ. Trên đường võ đạo cũng có mấy chỗ khó. Thứ nhất, hằng hà cảnh tu ra cực cảnh chính thức, là 1000 vạn khỏa tinh thần. Mang theo ưu thế như vậy bước lên trảm trần có thể xưng là vương giả. Điểm này ít nhất những thiên kiêu trẻ tuổi ở đây đều làm được. Thứ hai, Trảm Trần hoàn mỹ có thể tiếp tục bảo trì thiên tư của vương giả. Điểm này mọi người cũng làm được, thế nhưng trên Trảm Trần hoàn mỹ còn có tầng thứ cao cấp hơn, đó là Trảm Thiên Địa thành đạo. Nghe nói như vậy có thể khiến cho người ta trở thành vương trong vương giả. Tất cả mọi người đều đã thử qua, nhưng mà đều không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Một đạo kia nếu như cưỡng ép chém xuống, như vậy thứ chém xuống chính là tính mạng bọn họ. Nhưng bây giờ trước mặt bọn họ lại xuất hiện một vương chính thức. Nếu không phải Trảm Thiên Địa tiến vào Trảm Trần, như vậy làm sao có thể dùng một chiêu đánh bại Thiên Triệu Điền chứ? Ánh mắt Nhu Yêu Nữ càng thêm sáng ngời, siêu cấp vương giả Trảm Thiên Địa, muôn đời khó gặp a. Ta tới, Bác Phú Hùng đứng ra, thân là vương giả tự nhiên hắn có tâm vô địch. Hắn cũng biết Lạc Trường Phong Trảm Thiên Địa thành đạo, nhất định so với bản thân càng thêm yêu nghiệt. Nhưng vấn đề là hắn là tứ trảm đỉnh phong, có ưu thế một tiểu cảnh giới. Như vậy vẫn không thể đền bù chênh lệch giữa hai loại Trảm Trần sao? Hắn không tin, xin Trường Phong Thánh Tử chỉ giáo. Hắn rất khách khí nói. Lạc Trường Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Ra ngoài chiến hạm chiến một trận, trước đó chiến với Thiên Triệu Điền, hắn trực tiếp động thủ, nhưng bây giờ lại nói ra ngoài chiến hạm chiến một trận. Như vậy đồng nghĩa với việc Lạc Trường Phong cũng không có nắm chắc nhẹ nhõm đánh bại Bắc Vũ Hùng. Như vậy hắn mới yêu cầu lên trên không trung giao thủ. Nếu như vậy cũng không phá hư những thứ trên thuyền. Tuy rằng bộ phận trụ cột của chiến hạm, bằng vào tu vi của bọn hắn không có khả năng phá hư. Bắc Vũ Hùng thả người nhảy lên, lơ lửng trên không trung, quanh thân có khí thức huyết sắc bốc lên, đôi mắt cũng trở nên đỏ thẫm, hai tay hóa thành huyết chảo, ký hiệu đại đạo hiện ra. Oanh, phía sau hắn có hai cánh chim huyết sắc hiện lên, dài tới ngàn trượng, có cảm giác như che khuất bầu trời. Huyết Nha tộc, Lạc Trường Phong có chút kinh ngạc, hắn chắp tay bước ra. Sau khi bước ra vài bước, chân dẫm lên trên hư không, lại giống như có từng đạo bậc thang vô hình giúp hắn tiếp tục đi lên. Tục tuyền có Huyết Nha giận dữ, máu chảy vạn dặm. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Khóe miệng của hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Bác Phú Hùng hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động. Xoát xoát, lập tức có vô số lông vũ hóa thành từng mũi tên bắn về phía Lạc Trường Phong. Trận thế kia cực kỳ rung động, trong thiên địa dường như chỉ còn những mũi tên bằng lông vũ này, muốn tránh không được, tránh cũng không thể tránh nổi. Lạc Trường Phong cũng không dám khinh thường, hắn là vương giả trong vương giả, có thể vô địch một cảnh giới. Thế nhưng gặp loại người tung hoành vô địch trong cùng cảnh giới như Bắc Vũ Hùng, thực lực đối phương cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Phải xem bản thân vận dụng thuật pháp như thế nào. Hai tay hắn vung vẩy, xoẹt xoẹt, lôi điện toàn thân đan vào nhau, tạo thành một quả cầu. Siêu siêu siêu, những mũi tên bằng lông vũ không ngừng bay vụt tới, thế nhưng lúc đánh tới quả cầu bằng lôi điện lại liên tục bị đánh cho nát bấy. Đúng lúc này quả cầu bộc phát, oanh, mọi người cảm thấy cảnh vật trước mắt trắng xóa, tạm thời mất đi thính giác. Chỉ còn lại tiếng nổ vang, sau đó lực lượng đáng sợ chấn động, trùng kích tới. May mà chiến hạm có trận pháp bảo hộ, hơn nữa lại cao tới tam tinh, tuyệt đối không phải là thứ mà hai Trảm Trần chiến đấu là có thể phá hỏng. Người trên chiến hạm không cần phải trốn tránh. Trong thiên địa lúc này tràn ngập tia chớp màu trắng, mỗi một đạo đều vô cùng đáng sợ. Bác Phú Hùng tạo thành thủ thế, mái tóc dài dựng đứng. Cũng không biết là chiến ý ngập trời hay là bị sét đánh. Tuy rằng y phục trên người hắn bị nghiền nát, nhưng mà lại không có một chút thương thế nào, cũng không chịu thiệt dưới một kích phản kích của Lạc Trường Phong. Một kích này xem như cân sức ngang tài, tất cả mọi người đều nghẹn ngào, ngay cả vương giả tứ trảm đỉnh phong như Bắc Phú Hùng cũng khó có thể địch nổi, Lạc Trường Phong quả thực mạnh mẽ tới không hợp thói thường. Bây giờ Lạc Trường Phong nhất định không thể nào chiến được phân hồn. Nhưng nếu như để cho tu vi hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, khi đó là tứ trảm sơ kỳ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì a. Vượt qua hai tiểu cảnh giới a. Đợi một chút, người như vậy dường như đã từng xuất hiện. Lập tức, trong lòng mỗi người đều hiện lên một bóng người. Đó là Lăng Hàn, trước đó cũng không có ai coi Lăng Hàn là vương giả trong vương giả. Bởi vì chuyện này không ai có thể tiếp nhận được, những thánh tử, thánh nữ thế lực tam tinh như bọn hắn, người thừa kế cũng chỉ là Trảm Trần hoàn mỹ. Một tiểu tử nhà quê phụ thuộc vào thế lực tam tinh không ngờ lại có thể trảm thiên địa, đây là điều mà tự tôn của mỗi một vương giả đều khó có thể tiếp nhận được. Tuy rằng bọn hắn khiếp sợ Lăng Hàn cường đại, nhưng mà lại đang không ngừng tìm lý do khác. Ví dụ như Lăng Hàn có ăn cấm dược hay không, có mượn lực lượng cường đại của chuẩn tiên khí nào hay không, có sử dụng tiên phù hay không. Mãi tới khi Lạc Trường Phong phát huy, bọn hắn mới nhìn thẳng vào nguyên nhân trảm thiên địa này. Thánh tử đại giáo ngũ tinh, trảm thiên địa nhập đạo không phải là chuyện quá bình thường hay sao? Tuy rằng chuyện này khiến cho người ta hâm mộ, nhưng mà không phải là không thể tiếp nhận được. Cũng làm cho bọn hắn phải nhìn nhận lại Lăng Hàn. Có lẽ đây cũng là một yêu nghiệt trảm thiên địa thành đạo a. Cùng là trảm thiên địa, một là thánh tử đại giáo tiên vương, một người khác chỉ là người qua đường. Độ khó khác biệt rất lớn nha, Lăng Hàn tuyệt đối càng thêm yêu nghiệt, bất quá nếu như để bọn hắn đặt cược xem Lăng Hàn và Lạc Trường Phong giao thủ, ai thắng ai thua mà nói. Nhất định tất cả mọi người sẽ đem tiền đặt cược đặt lên trên người Lạc Trường Phong. Cho dù Lăng Hàn và Lạc Trường Phong cùng giai chiến một trận, ít nhất vẫn có 9 thành người coi trọng Lạc Trường Phong. Vì cái gì lại vậy? Rất đơn giản, cũng bởi vì Lạc Trường Phong chính là thánh tử thế lực tiên vương cấp. Tiên pháp mà hắn ta nắm giữ Lăng Hàn có thể so sánh sao? Trụ cột mọi người đều giống nhau, thế nhưng thứ liều chính là tiên pháp. Đương nhiên Lăng Hàn chỉ có thể thua mà thôi. Chương 1936, khuyên bảo. Hơn nữa Lạc Trường Phong lại là tiên thai, trời sinh lôi thể, lại vận dụng tiên thai chi lực, hắn sẽ càng cường đại hơn. Đây mới thực sự là vô địch cùng giai. Dù là Nhu Yêu Nữ cũng cho rằng Lăng Hàn có sức sáng tạo, ngộ tính mạnh hơn, nhưng mà nếu như chiến một trận cùng giai, vẫn là Lạc Trường Phong xưng vương. Có lẽ chỉ có vị Từ Hà Băng Vân kia mới có thể địch nổi. Đều là người thừa kế thế lực lớn tiên vương cấp, nàng là tồn tại ngang hàng với thánh tử a. Lạc Trường Phong và Bắc Vũ Hùng kịch chiến, hai người một người có ưu thế cảnh giới, một người thì là vương giả Trảm Thiên Địa thành đạo. Chiến lực không ngờ lại không phân cao thấp. Sau khi chiến được chừng nửa nén hương, Lạc Trường Phong đột nhiên phát huy. Hắn dùng tiên thai chi lực, vì sao hắn có thể trở thành thánh tử của Lôi Vân Điện? Bởi vì hắn là trời sinh lôi thể, trời sinh thích hợp tu luyện công pháp của Lôi Vân Điện. Trái lại, công pháp của Lôi Vân Điện cũng có thể khiến cho tiên thai chi lực của hắn hoàn toàn kích phát ra. Lôi thần diễn, Lạc Trường Phong hét lớn một tiếng, cả người bành trướng lên gấp trăm lần, hóa thành một cự nhân nửa thân trên để trần, diện mạo dữ tợn. Toàn thân đều là màu tím, quấn quanh thần lôi màu tím vô tận. Hắn đè một ngón tay xuống, đánh úp về phía Bắc Vũ Hùng. Đừng nhìn chỉ là một ngón tay, thế nhưng hình thể của hắn hiện tại quá lớn. Một ngón tay tương đương với một cái cột đá ấn xuống, giống như ngay cả bầu trời cũng có thể bị chọc thủng một lỗ. Bắc Vũ Hùng kinh hãi, dưới cỗ khí thế này tập trung, hắn không kịp né tránh, đành phải toàn lực kích phát huyết nha chi thể. Huyết quang vô tận từ trong cơ thể hắn phát tán ra, hóa thành một thanh trường mâu màu đỏ, muốn dùng công đối công. Đây là tín niệm của vương giả, muốn chiến thắng đối thủ vĩnh viễn chứ không làm mọi việc qua loa, cẩu thả. Phanh, một ngón tay điểm xuống, như là chư thiên nghiền áp. Bắc Vũ Hùng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đẩy lùi trên trăm trượng. Trong lúc bị đánh bay, cánh chim sau lưng điên cuồng vỗ. Đợi tới khi hắn dừng lại, lông đã mất đi linh quy nát, chật vật vô cùng. Thân thể hắn lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sắc mặt Lạc Trường Phong cũng tái nhợt, ngực hắn bị đâm vào một mâu. Nhưng mà thứ đâm chúng chỉ là hư ảnh lôi thể của hắn, tổn thương đối với hắn cũng không phải quá lớn. Ít nhất so với Bắc Vũ Hùng còn tốt hơn nhiều. Ha ha, trận chiến này coi như là ngang tay. Hắn cười nói, ra vẻ thong dong, không tranh giành thắng thua. Sau đó nhẹ nhàng bay trở về bong thuyền. Đối với hắn mà nói, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới mà còn có thể bức vương giả tới tình trạng như vậy đã đủ rồi. Hơn nữa ai hơn ai kém chẳng lẽ tất cả mọi người còn không nhìn thấy rõ sao? Cho nên không cần chiếm hết thượng phong, đuổi tận giết tuyệt làm gì. Trường Phong thánh tử uy vũ, tại hạ tự nhận không địch lại. Bắc Vũ Hùng cũng bay về, vẻ mặt hắn vô cùng khâm phục. Tuy rằng vương giả tâm cao khí ngạo, nhưng mà cũng biết kính ngưỡng cường giả. Quả thực Lạc Trường Phong rất mạnh, không thể không phục. Không hổ là Trường Phong thánh tử, quá mạnh mẽ, khó trách có thể trở thành thánh tử đại giáo ngũ tinh. Những người khác cũng liên tục gật đầu, không che giấu sự kính ngưỡng đối với Lạc Trường Phong, ngay cả ánh mắt của Nhu Yêu Nữ cũng có chút mê muội. Bị tư thế oai hùng của Lạc Trường Phong làm lung lạc phương tâm. Tuy rằng Lăng Hàn rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không có đánh bại cường giả tứ trảm. Cho dù có thể, như vậy cũng không thể nào đánh thắng vương giả tứ trảm. Dù chiến lực của Thiên Triệu Nguyên kỳ thực cũng không thua kém Bắc Vũ Hùng bao nhiêu. Siêu, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chính là Lăng Hàn. Trên mặt hắn đang mang theo nụ cười, chứng minh tâm tình của hắn lúc này không tệ. Bởi vì hắn vừa mới thu vài khối chuẩn tiên kim vào trong hắc tháp. Lăng Hàn, lúc mọi người nhìn thấy hắn mới nghĩ tới cuộc chiến còn đang tiến hành. Thế nhưng Lăng Hàn đã xuất hiện, chẳng lẽ... Bọn hắn vội vàng nhìn về phía lôi đài nhỏ, quả nhiên, Thiên Triệu Nguyên đã ngục xuống, một bên người bị đóng băng. Thế nhưng bên còn lại là hỏa diễm nóng chảy, quái dị vô cùng. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đang đặt lên trên người Bắc Vũ Hùng và Lạc Trường Phong. Lăng Hàn vận dụng Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy đánh bại Thiên Triệu Nguyên. Hắn cũng không lo lắng đối phương tiết lộ bí mật, bởi vì đối phương ít nhất cũng phải mê man 10 năm 8 năm. Đợi tới khi tỉnh lại Tiềm Long bí cảnh đã sớm đóng lại. Mục tiêu của Lăng Hàn là Tây Tiên Vực, hắn không ở chỗ này quá lâu. Bởi vậy nếu như lúc đó có người biết rõ hắn nắm giữ quy tắc thủy, hỏa mạnh như vậy thì sao chứ? Lăng Hàn nhìn về phía Lạc Trường Phong, tuy rằng trong thế giới lôi đài nhỏ kia cũng không có ngăn cách thị giác và thính lực. Chỉ là khiến cho thân thể của hắn trở nên nhỏ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa còn khiến cho chấn động khi chiến đấu không có truyền ra ngoài mà thôi. Cho nên hắn biết rõ Lạc Trường Phong và Từ Hà Băng Vân xuất hiện. Tuy rằng mọi người nhìn Lăng Hàn, thế nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hiện tại bọn hắn đã không còn ý định tranh giành tình nhân nữa. Bởi vì ai cũng không tranh giành được với Lạc Trường Phong. Đã như vậy cần gì phải đi để ý tới Lăng Hàn cơ chứ? Lạc Trường Phong như chúng tinh cùng nguyệt, quanh người đều là vương giả. Ngay cả nhu yêu nữ hại nước hại dân kia cũng rụt rè thỉnh giáo võ đạo hắn. Tin rằng chỉ cần Lạc Trường Phong cố gắng, khả năng thu phục nữ nhân này vào trong tay là rất lớn. Dù sao hắn có danh tiếng thánh tử tiên vương đại giáo, lại thêm có uy vương giả vô địch, muốn tán gái không phải quá dễ dàng hay sao? Phu quân, chàng phải cố gắng lên. Nữ hoàng đi tới bên người Lăng Hàn. Cái gì? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói. Nàng còn chưa từ bỏ ý niệm kia trong đầu sao? Người này rất có khả năng sẽ trở thành đại kình địch của chàng a. Nữ hoàng nhìn Lạc Trường Phong rồi nói. Nếu như để hắn đạt được cửu chuyển mị thể, như vậy trên phương diện cảnh giới sẽ chính thức bỏ qua chàng. Đến lúc đó cho dù Lăng Hàn có thể vô địch cùng giai như Lạc Trường Phong thì thế nào chứ? Chênh lệch vài cảnh giới, một ngón tay của người ta cũng có thể nghiền chết hắn. Điều kiện tiên quyết vô địch cùng giai là thành lập trên phương diện tu vi tăng lên nhanh chóng. Chương 1937, tai họa bất ngờ. Nếu không, trong mỗi thế lực tam tinh đều có nhân vật vô địch chạm trần, như vậy có thể trọng điểm bồi dưỡng sao? Không sai, Tiểu Tháp cũng mở miệng. Đại giáo tiên vương cấp nhất định có bảo khí gia tốc thời gian. Dù không sánh bằng luân hồi thụ nhưng cũng có thể khiến cho ưu thế của ngươi thu nhỏ lại vô số lần. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thê tử và Tiểu Tháp không ngờ lại cổ động hắn đi tán gái, chuyện này quá là cổ quái. Không theo, kiên quyết không theo a. Ồ, hay cho một tiểu nữ xinh đẹp. Siêu, một bóng đen hiện lên, một đầu đại hắc cầu xuất hiện ở trên bong thuyền, ăn mặc nội y tỏa ra ngân quang lóng lánh. Vừa mới xuất hiện lập tức huýt sáo với Tử Hà Băng Vân. Lăng Hàn lập tức có xúc động muốn đáp gạch, đầu đại hắc cầu này quả thực là âm hồn bất tán, hắn chạy tới đâu là đầu chó hoang này lại chạy tới đó. Được rồi, coi như không biết nó thì tốt hơn. Ồ, đây không phải là tiểu Hàn tử sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác đại hắc cầu còn phất phất móng vuốt với Lăng Hàn, sau đó lại nhìn về phía Tử Hà Băng Vân. Tiểu nữ, cười một cái cho cậu ra xem nào. Đôi mắt của Tử Hà Băng Vân trợn lên, ngay trong nháy mắt sau đó, thân ảnh nàng lập tức biến mất tại chỗ, hơn nữa không phải thoáng cái biến mất mà là từ từ phai nhạt rồi biến mất. Đó là do tốc độ di chuyển của nàng quá nhanh cho nên mới lưu lại tàn ảnh tại chỗ. Siêu, nàng xuất hiện trước người đại hắc cẩu, tay đánh một chưởng về phía đầu đại hắc cẩu này. Tiểu nữ, không ngờ ngươi lại nghe lời như vậy, biết đấm lưng cho cẩu ra a. Miệng lưỡi của đại hắc cẩu vẫn tiện tới tận xương, đáng tiếc tay chân của ngươi quá vụng về, cẩu ra sợ bị ngươi đánh chết, hay miễn đi là hơn. Thân thể nó cũng lóe lên, phanh một cái, một chưởng mà Tử Hà Băng Vân đánh ra hoàn toàn bị hụt. Ồ, Lạc Trường Phong không khỏi khiếp sợ, người khác không biết, thế nhưng chẳng lẽ bản thân hắn lại không hiểu rõ hay sao? Thực lực của Tử Hà Băng Vân hoàn toàn không dưới hắn, hai người vừa mới tham dự thịnh hội luận bàn đỉnh cấp xong, vừa vặn tiện đường cho nên mới cùng đi qua đây. Mà Tử Hà Băng Vân chính là tiên hai không gian hệ, nếu như chỉ tính tốc độ còn mạnh hơn hắn một mảng lớn. Thế nhưng nàng ta chủ động xuất kích, không ngờ lại không thể đánh trúng một đầu đại hắc cẩu, chuyện này bảo sao không khiến cho hắn kinh ngạc tới ngây người chứ. Cạc cạc, cẩu ra ở đây, đại hắc cẩu xuất hiện ở một góc bong tàu, đưa lưng về phía Tử Hà Băng Vân, cái mông uốn éo. Đừng nói là Tử Hà Băng Vân tức giận quá mức, ngay cả Lăng Hàn cũng có xúc động muốn tiến lên đạp một cước. Tử Hà Băng Vân truy kích, thế nhưng đại hắc cẩu liên tục phá vỡ không gian, rất là dễ dàng chạy trốn. Ai nha, tiểu cô nương này nhìn qua rất xinh đẹp, sao lại hung dữ như vậy chứ? Được rồi, cẩu gia không muốn ngươi làm tọa ỷ nữa. Tiểu Hàn tử, cẩu gia ban thưởng tiểu cô nương hung dữ này cho ngươi. Để cho ngươi dạy dỗ một hồi vậy. Đại hắc cẩu nói xong lập tức vỗ mông rời đi. Tử Hà Băng Vân truy kích, thế nhưng nói tới chạy trốn. Ít nhất trong cùng cảnh giới Lăng Hàn còn chưa thấy ai có thể vượt qua được đầu đại hắc cẩu này. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Tử Hà Băng Vân mang theo vẻ mặt tái nhợt trở về đôi mắt xinh đẹp thì nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Con mẹ nó, Lăng Hàn thở dài trong lòng, đại hắc cẩu kia tuyệt đối là cố ý, kéo một cừu hận cho hắn a. Thực sự là mặt hàng chuyên âm người khác, đầu chó hoang này ai gặp cũng muốn giết. Lăng Hàn vội vàng nói rõ lập trường. Hắn không muốn vô duyên vô cớ chiến đấu với người ta. hơn nữa bị đại hắc cầu chơi xỏ, hắn cũng vô cùng khó chịu, rất muốn đạp nó một cước. Ngươi đã quen biết đầu chó hoang kia, như vậy trước tiên bắt ngươi, sau đó lại bước con chó hoang kia ra. Tử Hà Băng Vân lạnh lùng nói, không đợi Lăng Hàn tỏ thái độ, nàng lập tức ra tay. Dựa vào, ngươi có biết nói đạo lý hay không vậy? Lăng Hàn triển khai điện thiểm, trong lúc thân thể xê dịch tránh đi công kích của Tử Hà Băng Vân, hắn cũng giận dữ nói. Cô nương, không nên khinh người quá đáng. Thì sao? Tử Hà Băng Vân kiêu ngạo nói, ngang nhiên truy kích giống như thể không bắt Lăng Hàn sẽ không ngừng lạ. Ngươi là điêu phụ không nói đạo lý, ai chọc giận ngươi thì ngươi đi tìm kẻ đó, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Lăng Hàn giận dữ, vận chuyển tiên pháp, triển khai phản kích. Tử Hà Băng Vân tức giận tới mức thân thể mềm mại run rẩy. Nàng chính là một trong những người thừa kế của Tử Hà gia a. Từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay, chính là nữ tử ngậm viên Minh Châu, được chiều chuộng không thôi. Đừng nói là bị người ta mắng là điêu phụ, ngay cả nói nặng lời cũng chưa từng bị. Thế nhưng trước có đại hắc cẩu, sau có Lăng Hàn. Cả hai đều nói những lời có thể khiến cho người ta tức chết, khiến cho Tử Hà Băng Vân nổi giận. Nàng tế ra một thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn không sợ, tiên ma kiếm vận chuyển, kiếm khí bay thẳng lên 9 tầng trời. Chuyện này, mọi người nhìn vào mà không khỏi chấn động. Lăng Hàn đấu pháp hung hãn vô cùng, rõ ràng chiến lực không bằng, nhưng lại luôn chính diện công kích. Mà điều kinh người là, tuy rằng bị Tử Hà Băng Vân 5 lần 7 lượt chém lui về, nhưng mà ngay cả bị thương một góc cũng không có. Đây là phòng ngự cấp bậc gì a? Ánh mắt của tất cả mọi người vô cùng cao minh, có thể lập tức phán đoán ra rõ ràng. Luận chiến lực, Tử Hà Băng Vân hơn một đoạn, dù sao nàng là cường giả tam trảm, thế nhưng lực phòng ngự của Lăng Hàn lại biến thái, khiến cho công kích của Tử Hà Băng Vân hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đáng giận, Tử Hà Băng Vân rít lên một tiếng, trong tay trái xuất hiện một thanh chiến mâu trong suốt. Xoát một cái, tay chém ra, thân thể như bão tố phóng về phía Lăng Hàn. Phanh phanh phanh, trong lúc chiến mâu đánh ra quả thực là vượt qua không gian. Vừa rồi rõ ràng còn đang bay đi, thế nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, đâm thẳng vào đầu của hắn. Quả thực là tâm ngoan thủ lạt, ánh mắt Lăng Hàn lạnh lùng, chỉ là bởi vì đại hắc cẩu chào hỏi với hắn, nói vài lời mà nữ nhân này lại đem mọi phẫn hận đổ lên đầu hắn. Nào có người dã man không nói đạo lý như nàng ta sao? Người xuất thân từ gia tộc Tiên Vương, làm người thừa kế là có thể làm sằng làm bậy sao? Chương 1938, lửa thiêu mông thượng. Lăng Hàn vươn tay, phanh, hắn nắm lấy chiến mâu. Thứ đồ chơi này tốc độ quá nhanh, ngay cả điện thiểm cũng không theo kịp. Xoẹt, hàn băng ngưng kết, thanh chiến mâu này không ngờ lại bị đóng băng. Thân thể Lăng Hàn cũng bị trượt về phía sau ít nhất 100 trượng. Mãi tới khi thân thể Lăng Hàn đập vào cửa khoang chiến hạm mới dừng lại. Thế nhưng lực lượng của chiến mâu vô cùng vô tận, làm cánh tay Lăng Hàn vặn vẹo. Mũi thương đâm tới ngực hắn, mạnh mẽ đâm ra một cái lỗ nhỏ. Lúc này rốt cuộc tất cả lực lượng mới biến mất, khí lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, ngay cả công kích như vậy cũng không có cách nào phá vỡ làn da của hắn. Chỉ có thể làm lõm một điểm mà thôi. Khuôn mặt Tử Hà Băng Vân biến sắc, một kích này của nàng rất không đơn giản. Bởi vì nàng vận dụng năng lực của Không Linh Tiên Thai, thế nhưng dù là vậy vẫn không thể làm Lăng Hàn bị thương. Chuyện này làm cho nàng không có cách nào tiếp nhận được. Chẳng lẽ đối phương cũng là tiên thai, lại không phải là phương diện tấn công mà có khuynh hướng phòng ngự. Ví dụ như Hỗn Nguyên Thạch tiên thai, hơn nữa đối phương làm sao lại có thể bắt được chiến mâu của nàng. Đó là không gian chiến mùa do Không Linh Tiên Thai ngưng tụ ra, vạn pháp không dính a. Vì sao lại nói quy tắc không gian, thời gian đáng sợ? Đó là bởi vì không có đạt tới Tiên Vương vẫn có khác biệt. Bởi vì trước Tiên Vương là so đấu quy tắc, như thanh chiến mâu này cũng không phải là thứ mà chạm trần có thể chạm tới, thứ này liên quan tới quy tắc không gian cực kỳ cao dai. Đây cũng là nguyên nhân tiên thai đáng sợ, bởi vì tiên thai có thể vận dụng quy tắc siêu việt cảnh giới. Đối mặt với một kích của nàng, cấp bậc chạm trần cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chọi cứng, dựa vào phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ. Hoặc là công đối công, thế nhưng không ngờ Lăng Hàn lại nắm chặt chiến mâu, dùng quy tắc thủy hệ. Không có khả năng a, cho dù Lăng Hàn là tiên thai thủy hệ, nhưng mà quy tắc không gian trước khi thành tiên vương có thể nghiền áp ngũ hành. Lăng Hàn sao có thể đụng tới được không linh chiến mâu của nàng chứ? Cổ quái, vô cùng cổ quái, toàn thân tên này toàn là thứ cổ quái. Đương nhiên Tử Hà Băng Vân không thể nào nghĩ tới, quy tắc thủy hệ Lăng Hàn dùng cũng không phải là lấy từ tiên thai mà là huyền âm mẫu thủy. Một trong 9 đại mẫu thủy của tiên vực, cấp bậc tiên vương. Đến cấp bậc tiên vương, vạn vật ngang hàng, quy tắc gì cũng không phân chia cao thấp. Như vậy Lăng Hàn nắm lấy không linh chiến mâu cũng chẳng có gì là kỳ quái. Ánh mắt Lăng Hàn lạnh lùng, từ trước tới nay hắn cũng không phải là người nguyện ý chịu thiệt, Sau khi nắm chặt chiến mâu, hắn lập tức phóng về phía Tử Hà Băng Vân, tiên ma kiếm bắn ra thần quang, có mạch vân đại đạo hiển hiện. Sau khi trở thành chuẩn tiên khí, uy lực của bản thân tiên ma kiếm rốt cuộc cũng lộ ra. Đây chính là tiên khí tương lai, tựa như Cửu Thiên Hỏa, Huyền Âm Mẫu Thủy vậy, có được năng lực mạnh mẽ. Giết, mái tóc đen của Lăng Hàn tung bay, khuôn mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không có ai hoài nghi quyết tâm sát phạt lúc này của hắn. Hắn thực sự sẽ chém chết Tử Hà Băng Vân. Chuyện này khiến cho trong lòng tất cả mọi người phát run, thậm chí ngay cả da đầu cũng run lên. Đây là người nào a? Phải biết rằng Tử Hà Băng Vân chính là hậu đại thế lực cấp tiên vương, hơn nữa lại là người thừa kế. Ngươi lại dám giết nàng, nếu như quả thực để cho Lăng Hàn đắc thủ, như vậy tất cả mọi người ở đây đều gặp nạn. Tiên vương giận dữ, thiên băng điện liệt, thế nhưng cho dù biết rõ như vậy Lăng Hàn vẫn không do dự vung kiếm. Chỉ bằng vào phần dũng khí này cũng đủ để khiến cho người ta tin phục. Nhu Yêu Nữ giống như mới quen biết Lăng Hàn, nàng kinh ngạc nhìn qua Lăng Hàn. Loại quyết tâm này, loại ý chí này giống như là mũi nhọn đâm vào trong tim nàng. So sánh với Lăng Hàn, Lạc Trường Phong lập tức trở nên ảm đạm. Thực lực là tiêu chuẩn cơ bản để cân nhắc võ giả, nhưng cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất, ý chí cũng không thể thiếu. Nghe nói con đường mỗi một vị tiên vương đi qua đều nhấp nhô vô cùng, nếu không có ý chí vô cùng kiên định làm sao có thể đi tới tận cùng được chứ. Tương lai Lăng Hàn có thể trở thành tiên vương hay không là một chuyện khác. Nhưng hắn có được quyết tâm sát phạt, quyết đoán như vậy, ý chí không sợ cường quyền, ít nhất cũng đã có đủ một điều kiện để trở thành tiên vương. Đương nhiên cho dù toàn bộ điều kiện đều có đủ, có thể trở thành tiên vương hay không vẫn phải nhìn ông trời, nhìn vận khí. Bởi vì chuyện này rất là khó khăn. Trong mắt Nhu Yêu Nữ, thân ảnh Lăng Hàn càng lúc càng lớn, cũng đẩy bóng dáng của Lạc Trường Phong ra. Đây không phải là nàng yêu mến Lăng Hàn, nhưng nếu như bảo nàng chọn một đạo lữ, như vậy nàng nhất định sẽ chọn Lăng Hàn chứ không phải là Lạc Trường Phong. Lòng của nữ nhân luôn khó nắm bắt như vậy. Nữ hoàng mỉm cười, nam nhân như vậy làm cho nàng kiêu ngạo. Vô tri, Tử Hà Băng Vân cười lạnh, bàn tay trắng nõn vỗ một cái, không gian trước mặt trở nên hỗn loạn. Nàng là không linh tiên thai, có thể điều khiển không gian. Trước khi trở thành tiên vương, đây là một trong những quy tắc cường đại nhất. Lăng Hàn xông về phía trước, lại phát hiện ra tốc độ của mình chậm lại vô hạn. Rõ ràng chỉ cách Tử Hà Băng Vân 10 trượng, thế nhưng hắn dùng thời gian nửa hô hấp vẫn không có tới nơi. Trái lại, một kích của Tử Hà Băng Vân lại dẫn động đại đạo, hóa thành vô số chiến mâu đâm về phía hắn, tốc độ nhanh tới kinh người. Đây không phải là do tốc độ của Lăng Hàn chậm, cũng không phải công kích của Tử Hà Băng Vân chuyển thành nhanh, mà là nàng điều khiển không gian, khiến cho khoảng cách Lăng Hàn xông tới dài ra vô hạn. Mà công kích của nàng lại giống như có thể đi đường tắt vậy. Nàng ta cho rằng chỉ bản thân nàng mới hiểu quy tắc không gian hay sao? Lưu đày, tay Lăng Hàn nhấn một cái, lưu đày toàn bộ quy tắc không gian trước mắt. Xoát một tiếng, thân thể hắn lập tức tăng tốc, phóng về phía Tử Hà Băng Vân. Mà cũng bởi vì như vậy cho nên toàn bộ chiến mâu được tạo thành từ quy tắc đều thất bại. Cái gì? Tử Hà Băng Vân kinh ngạc, không ngờ Lăng Hàn lại còn có thể vận dụng quy tắc không gian. Nàng thực sự kinh ngạc tới ngây người, điều này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương cũng có huyết mạch không gian hệ? Không, như vậy cũng không thể đủ đối kháng với tiên thai như nàng. Trừ phi đối phương cũng là tiên thai không gian hệ, nhưng mà như vậy cũng quá khéo a. Đồng thời còn có một giải thích càng thêm hợp lý hơn, đó là đối phương luyện hóa một gốc tiên dược không gian hệ. Chương 1939, Lửa Thiêu Mông Hạ. Bạo Diễn Thiên Chân, Tử Hà Băng Vân cắn răng quát một tiếng, nếu như nàng phục dụng tiên dược này, như vậy trình độ nắm giữ quy tắc không gian của nàng lại tăng lên thêm một bước, kích phát năng lực của tiên thai lại càng cường đại hơn. Hơn nữa, tiên dược còn có thể đào tạo, nhưng tiên dược không gian hệ lại hoàn toàn không được, bởi vì loại tiên dược này đều sinh trưởng trong khe hư không, nếu không căn bản sẽ không có khả năng hấp thu quy tắc không gian, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thượng thiên công bằng, chiến một trận với người cùng giai. Người nắm giữ bí pháp không gian sẽ mạnh hơn, thế nhưng nếu muốn tăng trưởng tu vi, độ khó cũng xa hơn những người khác rất nhiều. Tiên dược như vậy cho một người không chủ tu quy tắc không gian luyện hóa, hoàn toàn là lãng phí, làm cho nàng đau lòng, đồng thời còn phẫn nộ. Không ngờ lại dám lãng phí tiên dược, ta muốn chém ngươi. Nàng gào thét, Lăng Hàn hừ lạnh, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta lãng phí tiên dược hay không có liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa cảm giác về sự ưu việt của ngươi cũng quá lớn rồi đó. Ta lãng phí, chẳng lẽ ngươi không lãng phí hay sao? Hai người đại chiến, bọn họ đều là vương trong vương giả, một người cảnh giới cao hơn. Thế nhưng một người khác thì khí lực biến thái. Cho dù Tử Hà Băng Vân là người thừa kế của thế lực Tiên Vương cũng không có biện pháp làm gì được Lăng Hàn. Lăng Hàn giận dữ không thôi, triển khai dịch hỏa thuật. Oanh một tiếng, Cửu Thiên Hỏa hóa thành một mũi tên giận dữ bắn ra, tốc độ cực nhanh. Bản thân Cửu Thiên Hỏa là thiên địa tổ hỏa, cấp bậc Tiên Vương. Hiện tại lại được Lăng Hàn dùng dịch hỏa thuật cấp bậc Tiên Vương triển khai ra, uy lực này mạnh bao nhiêu chứ? Ngay từ đầu Tử Hà Băng Vân cũng không đặt vào trong lòng. Nàng chỉ biết là Lăng Hàn ở phương diện quy tắc thủy hệ có tạo nghệ kinh người, nhưng tinh lực của con người có hạn. Đâu có thể tốn công phu rất nhiều ở tất cả các hệ chứ? Bởi vậy nàng cho rằng một kích này của Lăng Hàn cực kỳ bình thường. Nàng vẫn vung kiếm chém về phía Lăng Hàn, chỉ là tay trái ấn một cái, đập về phía mũi tên, muốn dập tắt mũi tên bằng hỏa diễm giống như đom đóm này. Mà khi một chưởng của nàng đánh xuống, lúc này nàng mới ý thức được nguy hiểm. Nhưng đã muộn, phanh, Cửu Thiên Hỏa nổ tung, hóa thành hỏa diễm ngập trời. Tử Hà Băng Vân phát ra tiếng kêu gào vừa sợ vừa giận, lực lượng không gian chấn động mãnh liệt. Siêu, chỉ thấy không gian xa xa xuất hiện nếp gấp, sau đó có một nữ tử té xuống, không phải là Tử Hà Băng Vân thì là ai? Không hổ là tiên thai, người thừa kế của thế lực Tiên Vương, dưới tình huống như vậy còn có thể thoát khốn. Chỉ là, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tử Hà Băng Vân, chỉ thấy y phục chỗ mông nàng bị đốt đi một đại bộ phận, lộ ra một cái khe mông tinh tế, trắng như tuyết. Thật là trắng, đây chính là người thừa kế của thế lực Tiên Vương, bờ mông nàng bình thường ai có thể nhìn thấy cơ chứ? Bởi vậy rõ ràng biết là không ổn, nhưng mà mọi người vẫn không rời mắt đi được. Ngay cả Lạc Trường Phong cũng không phải là ngoại lệ. Tử Hà Băng Vân sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt biến thành đỏ như máu, nàng vội vàng lấy ra một kiện áo choàng thắt ngang hông, che đi xuân quang ở bờ mông, sau đó hai mắt như phóng hỏa nhìn về phía Lăng Hàn. Trên trán nàng, trên gương mặt có ý hiệu đại đạo hiển hiện. Cả người tản mát ra khí tức mờ ảo, nàng muốn triệt để kích phát tiên thai chi lực. Không giết chết Lăng Hàn, thề không làm người. Lạc Trường Phong vội vàng chạy tới khuyên can, "Băng Vân tiên tử, bớt giận, bớt giận." Hiển nhiên khí lực của Lăng Hàn quá cường đại, cho dù Tử Hà Băng Vân đánh tiếp cũng khó có thể trấn áp được Lăng Hàn. Thế nhưng thủ đoạn của bản thân Lăng Hàn dường như vô cùng vô tận. Có lẽ Tử Hà Băng Vân sẽ lại một lần nữa bị lộ mông ra, cho nên vẫn không đánh nữa là hơn. Tử Hà Băng Vân giận dữ vô cùng, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhưng mà nàng lại quay người lại, trở lại chiến hạm trên đỉnh đầu. Nàng rất muốn giết Lăng Hàn, nhưng mà cũng biết bằng vào thực lực của mình không có cách nào làm được, thế nhưng nếu như đi mời cường giả trên chiến hạm hỗ trợ sao? Như vậy nàng càng mất mặt, nếu như Lăng Hàn là phân hồn cảnh, như vậy Tử Hà gia nhất định sẽ có cao thủ ra mặt, đánh cho Lăng Hàn hoa rơi nước chảy. Ai bảo ngươi lấy lớn hiếp nhỏ chứ? Nhưng mà bây giờ cảnh giới của Lăng Hàn và Tử Hà Băng Vân giống nhau, thậm chí lại là Tử Hà Băng Vân chiếm ưu thế. Ngươi đánh còn thua, như vậy vẫn còn có mặt mũi mời cường giả trong gia tộc ra mặt hay sao? Người thừa kế như vậy cần làm gì chứ? Tử Hà Băng Vân biết rõ, gia tộc nhất định có cường giả đang âm thầm quan sát. Đây là người hộ đạo của nàng, sợ nàng nửa đường vẫn lạc. Nhưng mà đồng thời cũng là người ích ám thị, quan sát. Nếu như hành vi của nàng không hợp với địa vị người thừa kế, như vậy sau khi nàng trở về gia tộc cũng bị cướp đoạt thân phận này đi. Con đường võ đạo đi rất khó khăn, nàng có lòng tin có thể dựa vào chính mình tiến tới tiên phủ cảnh. Thế nhưng một bước thăng nguyên kia nhất định phải dựa vào tài nguyên của gia tộc ủng hộ, thậm chí phải có tiên vương ra tay. Nếu không một bước này muốn bước ra sẽ vô cùng khó khăn, dài dằng dặc. Bởi vậy địa vị người thừa kế nàng tuyệt đối không thể buông tay được. Thù này nàng nhất định phải báo lại, trước mắt mọi người lộ ra cái mông, đương nhiên nàng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, không trở lại chiến hạm của mình thì đi đâu chứ. Thật trắng, một thanh âm rất lớn vang lên, mọi người nhìn qua, đây không phải là Đại Hắc Cầu thì là ai? Đầu chó hoang này không ngờ lại ở trên chiến hạm, cũng không biết nó chạy lại từ lúc nào. Tất cả mọi người thầm lo sợ, nếu như Tử Hà Băng Vân biết rõ đầu Đại Hắc Cầu này ở đây, nói không chừng sẽ hung tính đại phát, liều lĩnh mệnh lệnh chiến hạm nổ súng. Như vậy tương đương với một cường giả thăng nguyên cảnh ra tay, tất cả mọi người chỉ có thể bị miểu sát mà thôi. Nữ nhân điên cuồng sao có thể cân nhắc theo lẽ thường được chứ? Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Lạc Trường Phong cũng có chút sợ hãi, rất nhanh hắn đã trở lại trên chiến hạm mình. Bất quá trước khi rời đi hắn lại phát lời mời với Nhu Yêu Nữ và Nữ Hoàng, mời các nàng qua chơi một chút.